Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 4851. Thật ra ông ta đã bài bố cục diện từ mấy trăm năm trước, hơn nữa không chỉ có Điền Kỳ đang làm như vậy, mà nhà họ Khổng cũng đang câu kết với thế lực ở vùng ngoài vũ trụ. Nói cách khác, dù là Điền Kỳ hay là nhà họ Khổng đều đã buông bỏ thế tục và vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ một lòng muốn làm kẻ phản bội, lý do chỉ là để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Mà bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ không chỉ có Điền Kỳ đang âm thầm giúp đỡ thế lực vùng ngoài vũ trụ, ngay cả nhà họ Khổng cũng đang âm thầm nhúng tay. Nếu không thì mấy nghìn năm nay vùng ngoài lãnh thổ cũng chẳng có chuyện ngay tới một e ao thủ thiên cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Chính Văn, thật ra cảnh giới của cậu vẫn còn quá thấp, dù là địa cầu hay là thế tục thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ mà thôi. Chỉ cần chúng ta liên thủ với vùng ngoài vũ trụ, vậy thì cả vùng ngoài vũ trụ đều có thể để mặc cho chúng ta ngao du, tới lúc đó, giữa đất trời còn chỗ nào không phải thiên hạ của chúng a? Ý của ông là hai chúng ta liên thủ lại, bán đứng vùng ngoài lãnh thổ trước sau đó là tới thế tục, lấy bí mật của di tích Long tộc, sau đó về dưới trướng vùng ngoài vũ trụ, cùng nhau hưởng vinh hoa. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng lên tiếng. Không sai, lẽ nào người giống như tôi và cậu còn phải đi bảo vệ cho đám người bình thường giống như bầy kiến kia sao? Hơn nữa, theo như tôi được biết, cậu đã mất đi quá nửa sinh khí, tuổi thọ cũng chỉ còn lại có mấy chục năm. Nếu như không thể mau chóng đột phá, vậy thì chưa tới mấy chục năm, tính mạng của cậu sẽ chẳng thể giữ nổi nữa, tới lúc đó ai sẽ đi bảo vệ cho bọn họ? Ai sẽ vì thế tục Hoa Quốc mà đối kháng với thế lực cường đại của vùng ngoài vũ trụ? Lẽ nào cậu vẫn còn không hiểu tất cả những việc cậu làm đều chẳng có chút tác dụng nào hay sao? Điền Kỳ tiếp tục dụ dỗ. Thật ra trong mắt Điền Kỳ, mỗi một câu nói của ông ta đều đang nói trúng chỗ đau của Tiêu Chính Văn, đặc biệt là việc Tiêu Chính Văn chỉ còn sống thêm được mấy chục năm nữa, đổi lại là bất cứ ai thì đây cũng đều là chuyện lớn hàng đầu. Sinh mệnh đối với bất cứ người nào cũng đều hết sức chân quý. Ông nói rất có lý, Tiêu Chính Văn khẽ cười gật đầu. Vậy ông cảm thấy con người Hồng Ấn thế nào? Không để cho Điền Kỳ tiếp tục lên tiếng, Tiêu Chính Văn thẳng thừng chuyển chủ đề. Hướng câu chuyện về phía Hồng Ấn. Người này tu vi sâu không thể lường, hơn nữa còn dũng cảm mưu trí, không hổ là một đứa con cưng của trời, Điền Kỳ lập tức đưa ra một lời đánh giá rất cao dành cho Hồng Ấn. Ừ, nói hay lắm, có điều, đó cũng chỉ là nhận định của ông, trong mắt tôi, ông ta chỉ giống như con kiến, mạng của ông ta chẳng đáng một đồng. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Ồ, Điền Kỳ quay phi đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chính Văn với ánh mắt hết sức kinh ngạc. Chương 4852. Những thứ mà ông sùng bái căn bản chắc có sức hấp dẫn gì ở trong mắt tôi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đứng dậy, chùm sáng khi trước cũng đã hoàn toàn thâm nhập vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, khí tức cả người Tiêu Chính Văn cũng đột ngột dâng cao, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Vùng ngoài vũ trụ, bọn họ ở trong mắt tôi cũng chỉ như cỏ dại mà thôi. Tiêu Chính Văn, tôi muốn bảo vệ cho thế tục Hoa Quốc. Muốn bảo vệ cho những người dân bình thường bị ông coi như con kiến kia. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, anh đã tiến lên cảnh giới thiên cảnh cấp 2. Hơn nữa khí tức vẫn đang không ngừng dâng cao hơn nữa. Điền Kỳ, dù cho ông xuất phát từ bất cứ lý do gì thì cũng không nên phản bội lại Tổ quốc, càng không nên vì lợi ích của bản thân mà khiến cho muôn dân Hoa Quốc phải rơi vào tình cảnh khốn khổ lầm than. Dù ông có rời khỏi thế tục mấy trăm hay thậm chí là mấy nghìn năm, nơi đó vĩnh viễn vẫn là quê hương nơi đã nuôi dưỡng ông. Ông có thể không rơi đầu đổ máu vì mảnh đất đó, thế nhưng ông không nên bán đứng nó. Vừa nói, khí tức của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến đổi, đột phá lên thiên cảnh cấp ban khoảnh khắc này, ngay cả Long Cổ đứng bên cạnh cũng chấn động tới tột đỉnh. Đây là thiên cảnh đó, người bình thường mỗi khi đột phá một bậc thì đâu chỉ cần thời gian có mấy trăm năm. Mà Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đột phá lên hai bậc cảnh giới chỉ trong khoảnh khả. Tiêu Chính Văn, tôi trước nay không phải một kẻ thích chém giết, thế nhưng nếu như ông dám có ý đồ gì với thế tục thì chính là đang đổi địch với tôi. Tiêu Chính Văn, tôi không bao giờ liên thủ với kẻ địch, càng không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có ý đồ tiêu diệt Hoa Quốc của tôi. Ai dám có ý đồ gì với Hoa Quốc thì chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Khi mà chữ chết được thốt ra khỏi miệng, đất trời một phương cũng trở nên chấn động theo vô số tia sét cứ thế rền vang, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Cuồng phong rít gào. Tiêu Chính Văn cũng đặt chân lên cảnh giới thiên cảnh cấp 4 ngay trong khoảnh khắc này.
một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, khí tức nguy tiên cồn cuộn như nước biển cứ thế lan tràn. Khí tức của Điền Kỳ cũng dâng cao theo, hai cỗ khí tức nguy tiên lao thẳng vào nhau trên khoảng không, bầu trời cũng xuất hiện một vết nứt hết sức rõ nét. Long cổ phía bên cạnh cũng bị cỗ khí tức khủng bố này đụng cho văng ra xa mấy trăm mét, ngay cả ông ta căn bản cũng chẳng thể chống đỡ nổi trước khí tức của hai người. Rất rõ ràng, dù là Tiêu Chính Văn hay Điền Kỳ đều không nể mặt ông ta chút nào, mà trận chiến ngày hôm nay cũng đã chẳng thể tránh khỏi. Nếu như không phải Long Gỗ có thực lực siêu nhiên thì lúc này e rãng đã chết ở nơi đây luôn rồi. Hôm nay tới uống ngụm trà, suýt thì bỏ mạng luôn ở nơi này, Long Gỗ trở về bên cạnh Nguy Vô Kỳ chỉ trong nháy mắt. Sao thế, bọn họ nói chuyện không thuận lợi à, Nguy Vô Kỳ nhíu mày nói. Sao có thể nói chuyện thuận lợi được chứ? Chương 4853 một người muốn tiêu diệt thế tục, tìm di tích Long tộc, người còn lại có chết cũng phải bảo vệ lấy thế tục. Rõ ràng là nước và lửa chẳng thể dung hòa, Long Cổ thở dài nói. Đờ, Nguy Vô Kỳ khẽ nhíu mày. Đổi lại là cậu, cậu sẽ đồng ý sao, Long Cổ đột nhiên hỏi. Không biết, có điều ít nhất trước khi chiến trường vùng ngoài vũ trụ thất thủ, tôi không thể nghiêng về phía vùng ngoài vũ trụ, dẫu sao nước Nguy cũng là một phần của Hoa Quốc, bán đứng thế tục chẳng khác gì bán đứng tổ tiên của nước Nguy. Long Cổ nghe vậy thì khẽ gật đầu nói, không sai. Mặc dù cậu không bằng Tiêu Chính Văn, thế nhưng dẫu sao vẫn có chút giới hạn, chỉ đáng tiếc là hôm nay Tiêu Chính Văn chưa chắc đã có thể trở về toàn thây, rõ ràng Điền Kỳ này đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Ôi, nếu như Tiêu Chính Văn chết ở nơi này thì e rãng không chỉ có thế tục sắp gặp họa lớn, ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng, nói tới đây, trên mặt Ngụy Vinh Kỳ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Lúc nước Tân đánh sáu nước, Ngụy Vinh Kỳ cũng kháng cự đến thành trì cuối cùng của nước Ngụy. Cho đến khi tất cả binh lính bên cạnh chết hết, Hà mới buộc phải trốn ra vùng ngoài lãnh thổ. Dù thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ có hùng hậu đến đâu, đưa ra điều kiện hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa thì Ngụy Vinh Kỳ vẫn luôn tin rằng không phải người của mình thì chắc chắn sẽ có ý đồ khác. Mà những lời Long Cổ vừa nói càng chứng tỏ rằng hôm nay sẽ là ngày chết của Tiêu Chính Văn. Điền Kỳ mưu kế thâm sâu, chắc chắn không thể trở về thành thiên khu mà không có sự chuẩn bị gì. Lúc này, trên đỉnh núi Long Vân, khí tức của Tiêu Chính Văn không ngừng tỏa ra, còn khí tức của Điền Kỳ cũng bùng lên, thậm chí ông ta còn khí thế hơn cả Tiêu Chính Văn. Dù sao ông ta cũng đã sống mấy nghìn tuổi, là nhân vật lớn, hơn nữa bao nhiêu năm qua ông A luôn tích lũy công pháp và chiến pháp, thực lực đã đạt tới mức độ không thể đo lường. Ở cấp bậc Ngụy Tiên này, Điền Kỳ là cường giả thuộc top đầu, còn Tiêu Chính Văn chỉ vừa đạt tới cảnh giới Ngụy Tiên. Khoảng cách giữa hai người gần như không thể so sánh. Điền Kỳ phất tay một cái, cả núi Long Vân đột nhiên thay đổi, gió mạnh nổi lên, vô số luồng sáng tỏa ra, Điền Kỳ cũng bay lên, ánh sáng thần thánh phía sau thay thế cả mặt trời chói lọi trên trời. Đây là trận pháp mai phục thập diện mà Điền Kỳ đã chuẩn bị từ trước. Lúc này, hàng ngàn dặm xung quanh đều bị cuốn vào trận pháp này, trời đất phương này cũng nằm trong vùng sức mạnh của Điền Kỳ. Chỉ khi đạt tới cảnh giới Ngụy Tiên, mới có thể có được vùng sức mạnh của riêng mình. Trong vùng sức mạnh của riêng mình, Điền Kỳ là vị thần sáng thế của trời đất nơi này. Kết hợp với trận pháp mai phục thập diện, lại chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Trong trận pháp này, Điền Kỳ có thể tùy ý điều khiển sinh khí và tử khí, ông ta chính là thần của thế giới này. Ầm ầm ầm, sấm sét vang dội trên bầu trời, Điền Kỳ tiến lên một bước, giẫm lên núi sông vạn dặm. Vô cùng khí thế. Một giây sau, Điền Kỳ phất nhẹ tay, một luồng gió vô hình từ mọi phía hướng đến Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu không biết điều thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Hôm nay, tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường. Chương 4854 vừa dứt lời, luồng gió điên cuồng kia hóa thành trận mưa lửa vô tận rơi xuống, giống như vô số thiên thạch phóng về phía Tiêu Chính Văn. Trong hư không dường như sinh ra một bàn tay vô hình. Chói chặt tay chân Tiêu Chính Văn. Đây cũng chính là điểm đặc biệt nhất của trận pháp mai phục thập diện, bất cứ ai tiến vào trận pháp đều sẽ bị sức mạnh vô hình trong trận pháp chói chặt. Lửa trên trời giáng xuống, bất cứ kẻ nào bị kẹt trong trận pháp này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Có thể nói, đòn tấn công này của Điền Kỳ vừa bắt đầu đã có thể khiến Tiêu Chính Văn không ngóc đầu lên nổi. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn Điền Kỳ, sau đó bước sang bên cạnh một bước. Mặc dù chỉ cách một bước chân,
nhưng lại khéo léo tránh được đòn tấn công. Sau khi Tiêu Chính Văn tránh được đòn tấn công, lập tức tung cú đấm. Một con rồng từ trong tay áo Tiêu Chính Văn bay ra, lập tức mở ra một đường máu trong hư không. Khí tức của trận pháp Mai Phục Thập Điện cũng bị rồng trấn áp. Nhìn thấy rồng bay ra khỏi áo Tiêu Chính Văn, hai mắt Điền Kỳ lóe sáng. Con rồng đó không hề tâm thường. Rồng chỉ là một truyền thuyết đối với những người ở thời đại của Điền Kỳ. Nhưng đối với võ giả, ngay cả một tia khí tức của rồng cũng có thể coi là bảo vật, vậy mà Tiêu Chính Văn lại có thể tùy ý điều khiển cả một con rồng. Mặc dù con rồng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng hóa rồng cần một số điều kiện quyết định, đó là phải có trái tim của rồng. Nói cách khác, trong cơ thể Tiêu Chính Văn có ít nhất một trái tim rồng. Trước đó, Điền Kỳ thấy rất coi trọng Tiêu Chính Văn, thậm chí còn dàn trận Mai Phục Thập Diện để đối phó với Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc Tiêu Chính Văn phất tay, một ion rồng lớn xuất hiện, ông ta cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Dựa vào con rồng này, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn ít nhất cũng được nhân đôi. Không ngờ trên người cậu lại có tim rồng, chẳng trách các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ đều mong muốn thu phục được cậu. Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao bọn họ lại muốn bắt sống cậu, bây giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra trên người cậu có bí mật lớn. Mặc dù đòn tấn công của Điền Kỳ đã bị Tiêu Chính Văn hóa giải, nhưng khí tức của ông ta vẫn không ngừng tỏa ra, không hề có chút lo lắng nào. Điền Kỳ đã trải qua vô số trận chiến, lại từng là tướng quân nước Tề, có cảnh tượng nào mà ông A chưa từng thấy chứ? Một đòn tấn công không thể nói lên được kết quả, cho dù Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của ông ta thì đã sao? Xét về tuổi tác, kinh nghiệm chiến đấu hay thực lực, ông ta đều hơn hẳn Tiêu Chính Văn. Chương 4855 lúc này, Tiêu Chính Văn cũng phải nhìn Điền Kỳ với vẻ kính nể, những đối thủ trước đây đều không thể đỡ nổi một đòn của Tiêu Chính Văn, đây là lý do tại sao Tiêu Chính Văn có thể giết đối phương chỉ bằng một cú đánh. Nhưng Điền Kỳ thì khác, đòn tấn công thứ nhất không thành, đòn tấn công tiếp theo vẫn không chút sơ hở. Chẳng trách nhiều năm qua, Điền Kỳ vẫn chưa từng gặp đối thủ thật sự. Điền Kỳ vừa vung tay, vô số mũi tên từ dưới đất bay lên trời, tạo ra tiếng rít lớn. Trên không trung, vô số mũi tên tụ lại thành một con rắn khổng lồ. Con rắn khổng lồ này vô cùng đáng sợ, thân rắn dài hàng nghìn mét. Trên đầu rắn ngẩng cao phun ra một chữ rắn đỏ rực. Xịt, khi con rắn phun ra ngọn lửa đỏ rực, nó há to cái miệng đầy máu hướng về phía Tiêu Chính Văn. Vô số mũi tên lập tức phóng về phía Tiêu Chính Văn. Mũi tên, địa hỏa, tử khí gần như hình thành một bức tường kín, nhốt Tiêu Chính Văn vào góc chết. Tiêu Chính Văn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn con rắn khổng lồ với vẻ chế nhạo, sau đó vô số luồng ánh tỏa ra, tạo thành một tấm màn sáng màu vàng kim, bảo vệ Tiêu Chính Văn. Vô số mũi tên và tử khí đồng thời biến mất, không còn tiếng động. Điền Kỳ nhân lúc Tiêu Chính Văn đang chặn con rắn khổng lồ, dùng kiếm chém vào Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này như chia cắt trời đất, cả hư không chia lìa. Kiếm cảnh của ông ta mạnh hơn kiếm thánh rất nhiều lần. Nhát kiếm này không chỉ chia đôi trời đất, mà còn chia cắt cả sinh tử. Thực lực quả nhiên phi phàm, Tiêu Chính Văn cũng phải tán dương một câu. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn phất tay, rút kiếm Tân Vương, đối đầu với mũi kiếm của Điền Kỳ. Kiếm của Tiêu Chính Văn liên kết với trời đất bởi khí vận đế vương, sinh tử xoay chuyển trong tích tắc, như thể trời và đất đã bị chia cắt thành hai phía lại một lần nữa mở ra sinh khí và luân hồi. Lúc này, theo nhát kiếm của Tiêu Chính Văn, trời đất trở nên méo mó, xen vào nhau, sinh khí và tử khí cũng dính vào nhau, trở nên hỗn loạn. Không ngờ, Điền Kỳ lại có thực lực như vậy, Ngụy Vinh Kỳ kinh ngạc nói. Nhát kiếm này của Điền Kỳ không thể diễn tả bằng lời. Dường như có thể cắt đứt liên kết giữa trời đất, tương đương với việc cả đứt đại đạo. Tương tự như vậy, nhát kiếm của Tiêu Chính Văn cũng khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Long Cổ cũng phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Thật ra nếu so sánh thì tài năng của Tiêu Chính Văn giỏi hơn hẳn. Cậu ta mới 30 tuổi, đã có thể lĩnh ngộ quy chân, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Long Cổ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn rồi thở dài. Chương 4856 ánh sáng chói mắt khiến mọi người không thể nhìn thẳng. Bỗng chốc, hai người lại đối mặt lần nữa trên không trung, khăn xếp trên đầu Điền Kỳ đã bị Tiêu Chính Văn chém đứt,
nhưng Tiêu Chính Văn vẫn bình an vô sự. Xịt Ngụy Vinh Kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, lắc đầu nói, tên Tiêu Chính Văn này đúng là quỷ quái. Xét về kiếm pháp, tuy Điền Kỳ kém hơn, nhưng Tiêu Chính Văn cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế hơn. Long Gỗ ẩn ý nói. Ông ta vừa dứt lời, Điền Kỳ đã cười nhạt, chỉ tay lên trời. Hả, Tiêu Chính Văn kinh ngạc khi nhìn thấy động tác này. Động tác này giống hệt những gì Hạo Thiên Sáng Thế từng dạy cho anh. Lẽ nào ông ta có liên quan với Hạo Thiên Sáng Thế? Quả nhiên, một giây sau, Điền Kỳ lạnh lùng gầm lên, thiên tinh cửu diệu. Khi ông ta vừa nói dứt lời, vô số ngôi sao đồng loạt rơi xuống, mưa sao băng vô tình trút xuống mặt đất. Trong lòng Tiêu Chính Văn thầm thốt lên nguy rồi. May là bản thân đã có được kế truyền của Hạo Thiên Sáng Thế từ lâu, biết được điểm ảo diệu của thiên tỉnh cửu diệu này, nếu không ở cảnh giới này của bọn họ, sử dụng thiên tỉnh cửu diệu rõ ràng có thể hủy diệt cả một khu vực lớn. Thiên diệu, Tiêu Chính Văn cũng chỉ về phía bầu trời, đất trời một phương này lập tức lóe lên một tia sáng màu bạc. Âm, tức thì, ngay cả những người đang đứng quan sát trận đấu ở phía xa cũng đều cảm nhận được khoảng không xung quanh đột nhiên chấn động. Sức mạnh vô hình lập tức hướng về phía màn sao khủng khiếp kia ớt, vào khoảnh khắc đôi bên sắp sửa va vào nhau, đột nhiên Điền Kỳ mạnh mẽ vung tay ra, kết hợp khí tức sinh tử của đất trời một phương vào làm một với màn mưa sao băng vô tận kia. Sinh khí và tử khí, cộng thêm mưa sao băng chẳng khác gì tăng sức công phá của màn mưa sao băng lên gấp đôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Long Cổ cũng không khỏi trợn trừng hai mắt. Đây rõ ràng chính là ý tưởng của thiên tài. Mưa sao băng đến từ những ngôi sao bên trong vũ trụ, mà sinh khí và tử khí chỉ thuộc về đất trời nhỏ bé một phương, bất cứ ai cũng rất khó mà nghĩ ra rằng hai thứ này lại có thể kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ như vậy. Điền Kỳ này quả nhiên không tầm thường, Long Cổ không kiềm chế được mà cảm thán một câu. Khi sinh khí và tử khí kết hợp lại cùng với vô số ngôi sao đang rơi xuống, cả bầu trời đều biến thành một màn ánh sáng vô cùng diễm lệ. Tiêu Chính Văn, cậu chưa từng được nhìn thấy chiêu thức thiên tinh cửu diệu này của tôi đâu nhỉ. Dù là Hạo Thiên Sáng Thế thì cũng không có được thủ đoạn ở đẳng cấp này giống như tôi. Chương 4857 chỉ cần bị sao băng làm cho bị thương, tính mạng của cậu sẽ lụi tàn đi nhanh chóng, tới lúc đó, dù có đột phá nữa cũng hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bây giờ cậu biết tỉnh ngộ thì vẫn còn kịp đấy. Điền Kỳ nở nụ cười hiểm độc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chiêu thức thiên tinh cửu diệu này của ông ta quả thực đã học được từ chó của Hạo Thiên Sáng Thế, chỉ có điều còn có thêm sự cải tiến của ông ta, uy lực đã không còn là thứ mà thiên tinh cửu diệu chính gốc có thể so bì. Hơn nữa đây cũng là một trong số những sát chiêu trong suốt nhiều năm nay của Điền Kỳ. Điền Kỳ vừa nói dứt lời, một ngôi sao băng lập tức lướt qua ngang người Tiêu Chính Văn, ngay sau đó, một luồng tử khí cùng với lửa có khi sao băng rơi xuống chạm tới một bên góc áo của Tiêu Chính Văn. Một giây sau, trên người Tiêu Chính Văn giống như châm lên một ngọn lửa rất lớn, thế nhưng ánh lửa chỉ lóe lên rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Điền Kỳ không khỏi phá lên cười lớn. Ánh lửa đó chính là linh hỏa, có thể thiêu đốt sinh khí của Tiêu Chính Văn cho tới khi nào anh cạn kiệt sinh khí mà chết. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn đều giống như bị bao vây bên trong đám lửa lớn, sinh khí cũng đang nhanh chóng chảy vào bên trong. Thậm chí linh hỏa vô tận đã đốt tới gần tim của Tiêu Chính Văn luôn rồi. Thế nhưng vào khoảnh khắc linh hỏa sắp sửa chạm tới tim, một luồng khí tức màu trắng bạc đột nhiên bộc phát ra từ trong lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Là khí tức của trái tim rồng Ngân Long. Trái tim rồng này vừa xuất hiện đã dập tắt linh hỏa. Tiêu Chính Văn kiểm tra một lượt, thấy linh hỏa đã hoàn toàn lụi tắt thì mới điềm nhiên cười nói, xem ra ông cũng thật sự là một đối thủ rất nguy hiểm. Những lời này tuyệt đối là sự đánh giá xuất phát từ tận đáy lòng Tiêu Chính Văn. Nếu như không phải Tiêu Chính Văn đã sở hữu ba trái tim rồng và nửa trái tim rồng Bạch Long thì lúc này anh đã hoàn toàn mất đi năng lực đối kháng. Có thể nói trái tim Ngân Long đã giúp Tiêu Chính Văn sống lại từ trong cõi chết ngay chính vào thời khắc nguy cấp nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khổng Tề Thiên không khỏi thâm nghiến răng. Tiêu Chính Văn thật sự quá may mắn, lại có thể có được ba trái tim rồng bên trong thế tục. Hơn nữa còn dung hợp được với chúng, nếu như không có trái tim rồng trợ lực thì ban nãy Tiêu Chính Văn có lẽ đã chết trong tay Điền Kỳ. Xem ra lời đồn không phải là giả, Tiêu Chính Văn này có được sự trợ giúp của tim rồng, không ngờ cho dù không có được bí mật của di tích Long tộc, chỉ cần có được trái tim rồng thôi mà đã có thể thần uy tới thế.
Ngụy Vinh Kỳ lúc này cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ ngưỡng mộ không thôi. Đồng thời, Ngụy Vinh Kỳ cũng âm thầm nhắc nhở bản thân, sau này không đến bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không đối đầu với Tiêu Chính Văn. Chương 4858 thủ đoạn và con át chủ bài của người này rõ ràng quá nhiều, hơn nữa mỗi một con át chủ bài đều khiến cho người ta không thể ngờ tới. Ngay cả Long Cổ cũng đang thâm cảm thấy kiêng dè Tiêu Chính Văn, đây mới chỉ là ba trái tim rồng mà thôi, nếu như để Tiêu Chính Văn có được trái tim Bạch Long hoàn chỉnh, lại có được trái tim rồng Hắc Long nữa thì anh sẽ trở thành sự tồn tại khủng khiếp tới độ nào. Điền Kỳ cũng chú ý tới việc linh hỏa trên người Tiêu Chính Văn đột nhiên bị một luồng sức mạnh thân bí dập tắt thì không khỏi kinh ngạc. Trước đây ông ta cũng từng gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí có một số người còn đáng sợ hơn cả Tiêu Chính Văn, thế nhưng tới cuối cùng bọn họ đều chết bên dưới linh hỏa. Mà Tiêu Chính Văn trước mắt lại có thể dập tắt toàn bộ linh hỏa chỉ trong nháy mắt, điều này rõ ràng vượt ngoài dự liệu của ông ta. Hừ, cậu quả nhiên không giống với mọi người. Có điều cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, bây giờ vẫn chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Thế nhưng vào khoảnh khắc Điền Kỳ vừa nói dứt lời, cả người Tiêu Chính Văn đột nhiên bộc phát ra một tia sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó chói mắt dị thường, giống như thần linh từ trên trời đáp xuống, bị ánh sáng màu vàng bao vây chặt chế vào bên trong. Ngay cả trận pháp mà Điền Kỳ đã bày bố đâu ra đó khi trước cũng hoàn toàn mất đi tác dụng với Tiêu Chính Văn. Lúc này, tất cả mọi người lại trở nên kinh ngạc. Cùng lúc tia sáng màu vàng đó xuất hiện, một con rồng nhỏ màu vàng như ẩn như hiện, phía trên đầu rồng, cặp mắt rồng lạnh tanh đang nhìn thẳng về phía trước. Chỉ cần là người bị đôi mắt này nhìn thẳng, không một ai là không dấy lên một cảm giác rét lạnh thấu xương từ tận sâu đáy lòng. Thiên tinh, cửu diệu, Tiêu Chính Văn lập tức giơ một tay lên chỉ trời. Cũng đều là thiên tinh cửu diệu. Thế nhưng thiên tinh cửu diệu mà Tiêu Chính Văn thể hiện ra lại giống như có thần trợ lực, một cỗ sức mạnh của sao trời cứ thế giáng xuống từ trên chín tầng mây. Chín ngôi sao đều lóe lên ánh hào quang lấp lánh, chính ánh sáng sao quy tụ lại một chỗ, hình thành nên một chùm sáng cực lớn, lao thẳng về phía Điền Kỳ. Đây mới thật sự là cuộc quyết đấu của cao thủ. May là hai người bọn họ không liên thủ, nếu không thì cả vùng ngoài lãnh thổ còn ai dám ho he gì nữa. Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía hai người đang đại chiến quyết liệt với vẻ hết sức kiêng nể. Có lẽ trận quyết đấu của hai người bọn họ lại là một chuyện tốt đối với nước Ngụy chúng ta, Long Cổ suy tư nhìn về phía Tiêu Chính Văn và Điền Kỳ. Trước đó, Long Cổ vẫn còn có tự tin để đấu với Tiêu Chính Văn một trận, thế nhưng sự việc cho tới bây giờ, ngay đến Long Cổ cũng bắt đầu cảm thấy kiêng nể trước thực lực của Tiêu Chính Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4859 giống như ông ta đã nói, sự tồn tại của hai người Tiêu Chính Văn và Điền Kỳ tuyệt đối không phải một chuyện tốt đối với nước Ngụy. Nếu như bọn họ có thể quyết đấu tới độ cả hai đều bị thương, hoặc là một chết một bị thương, đối với nước Ngụy mà nói thì mới có thể an toàn hơn một chút. Cậu, Điền Kỳ cảm nhận được rất rõ trận pháp của mình, thậm chí là lĩnh vực chẳng thể trói buộc được Tiêu Chính Văn thêm nữa, dường như tất cả trận pháp đều đã mất hết tác dụng. Phương pháp phá trận hết sức đa dạng, thế nhưng giống như cách của Tiêu Chính Văn, nháy mắt đã có thể khiến cho tất cả trận pháp mất đi tác dụng, đây mới là lần đầu tiên ông ta gặp phải. Uy lực của thiên tỉnh cửu diệu đâu phải là thứ mà ông có thể hiểu được, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, chùm sáng đó đã lao thẳng vào lông ngực của Điền Kỳ. Dâm, cùng với một tiếng vang kinh thiên, cơ thể của Điền Kỳ bay ngược ra xô có điều. Chùm ánh sáng đó cũng chỉ khiến cho Điền Kỳ chấn động lùi ra sau mà thôi chứ, chẳng thể khiến ông ta bị thương dù chỉ một chút. Dẫu sao Điền Kỳ cũng từng có được kế truyền, không thể dễ dàng bị Tiêu Chính Văn đánh cho bị thương chỉ với một chiêu. Chịu chết đi, Điền Kỳ lập tức nổi điên, sau khi ông ta phân nộ gầm lên, tình hình giữa đất trời đột nhiên biến đổi, ngân hà hết sức rực rỡ cũng xuất hiện theo. Mà bản thân Điền Kỳ lại giống như một thiên thần, tay nâng ngân hà. Trong mắt là ánh sao ngập trời, khoảnh khắc này, Điền Kỳ rõ ràng giống như vị thần giáng thế, hết sức khủng bố. Thấy thế ngay cả Tiêu Chính Văn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiêu Chính Văn ngạc nhiên không phải vì năng lực đáng sợ của Điền Kỳ mà là bên cạnh bầu trời lại xuất hiện một khe nứt. Khe nứt này cực kỳ bí mật, dù là bản thân Điền Kỳ và Long Cổ cũng chưa thể để ý đến. Chỉ có một mình Tiêu Chính Văn nhận ra sự khác thường. Mà một bên khác của khe nứt đó cũng là một thế giới vô cùng rộng lớn. Lúc này một người đàn ông mặc áo giáp vàng,
vóc dáng cao lớn, tay cầm cây giáo dài, đâm một giáo đến khiến cả một nước bị san bằng. Đây là cảnh tượng Tiêu Chính Văn chưa từng thấy trước kia, nơi đó vừa không thuộc vùng ngoài lãnh thổ cũng vừa không thuộc âm phủ, vì thực lực mà người đàn ông trẻ tuổi đó thể hiện vượt xa sự tồn tại cao cấp nhất của âm phủ và vùng ngoài lãnh thổ. Dù là Tiêu Chính Văn cũng là lần đầu nhìn thấy một cao thủ hung hãn như thế. Thoáng chốc một dải sáng lóe lên trong khe nứt đó, thời không như thể trở nên méo mó dưới sự ảnh hưởng của khe nứt đó. Chương 4860 lòng Tiêu Chính Văn trùng xuống, thế mà lại là cảnh tượng xuất hiện trong loạn lưu thời không của vùng ngoài vũ trụ, nói cách khác người đàn ông trẻ đó không thuộc về thế giới này, cũng không phải là cao thủ nào đó của vùng ngoài vũ trụ. Mà là sự tồn tại không thuộc về thời không này. Đó có thể là tương lai hoặc quá khứ, vì sự méo mó thời không này mới bị Tiêu Chính Văn nhìn thấy. Thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên ngây người, Điền Kỳ cười nhạo, sao nào, bây giờ đã biết sợ rồi sao? Muộn rồi, Điền Kỳ nghiễm nhiên cho rằng Tiêu Chính Văn bị thực lực đáng sợ dọa. Nhưng ngay sau đó khe nứt kia biến mất, cảnh tượng Tiêu Chính Văn thấy kia cũng biến mất theo. Lại lần nữa. Tiêu Chính Văn quay phát lại, phấn khích nhìn Điền Kỳ. Điền Kỳ sửng sốt, Tiêu Chính Văn có ý gì thế? Chẳng phải vừa rồi cậu ta đã bị dọa sợ rồi sao? Đừng nói là Điền Kỳ, ngay cả Long Gỗ cũng ngơ ngác. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn không còn để tâm đến người khác, khí tức cả người đột nhiên dâng lên cao đến một cấp bậc chưa từng có, ánh mắt sáng rực nhìn Điền Kỳ nói, tôi bảo ông tập trung hết sức như lúc nấy đó, ông nghe hiểu không vậy? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hét lên, trận pháp thập diện mai phục đó gần như lập khí tức của Tiêu Chính Văn phá vỡ. Một mảnh lông vũ nhẹ tán loạn, Tiêu Chính Văn giống như đang đứng ở cuối hành lang dài của thời không, thần thái như tiên, nhìn xung quanh. Tiêu Chính Văn đánh một đòn ra, khí tức đâm thẳng vào trời đất, mặc dù chỉ là một cú đấm nhưng lại như có vô số quyền ảnh. Nhưng quyền ảnh này như thể xuyên qua quá khứ, lại như đến từ tương lai. Vô số quyền ảnh lại chồng chéo lên nhau khiến cả người Điền Kỳ ngây ngốc đứng tại chỗ. Đòn tấn công này quá mức đáng sợ, ngay cả Điền Kỳ cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc chưa từng có. Nhưng đòn tấn công này lại như xuyên thấu qua người Điền Kỳ. So với con át chủ bài tuyệt đối của ông ta, Tiêu Chính Văn chỉ là một cú đấm rất nhẹ nhàng cứ thế phá vỡ tất cả chiêu thức của ông ta. Cú đấm này đã gây ra chấn động với Điền Kỳ. Chuyện này sao có thể? Rốt cuộc, cậu là ai? Cho dù thế nào Điền Kỳ cũng không dám tin Tiêu Chính Văn lại có sức chiến đấu mức này. Ông ta thất thần nhìn Tiêu Chính Văn, đến cảnh giới này của ông ta biết rõ cảnh tượng vừa rồi có nghĩa là gì. Không chỉ Điền Kỳ bị dọa sợ mà ngay cả Long Cổ và Ngụy Vinh Kỳ cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 4861 bề ngoài trông có vẻ là Tiêu Chính Văn và Điền Kỳ hòa nhau. Thực lực hai bên cân bằng nhưng thật ra không phải. Có thể nói từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn vẫn chưa đánh hết sức, hay nói cách khác Tiêu Chính Văn vẫn giữ lại tay sau cho mình, như người lớn đánh nhau với trẻ con vậy. Lúc này một cú đánh của Tiêu Chính Văn đã khiến tất cả chiêu thức của Điền Kỳ bị phá vỡ, đây mới là sức chiến đấu thật của Tiêu Chính Văn. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh cách biệt giữa hai người gần như không thể đong đếm, thậm chí có thể hình dung bằng từ một trời một vực. Vừa rồi Điền Kỳ đã liều mạng ra đòn nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn vẫn còn giữ lại chút sức lực, người này đúng là đáng sợ, lúc này Long Cổ chỉ cảm thấy rùng mình. Cũng may trận chiến hôm nay ông ta và Ngụy Vinh Kỳ chỉ đứng ngoài xem, nếu không không thể tưởng tượng được hậu quả. Điều càng khiến Long Cổ cảm thấy sợ là tuổi của Tiêu Chính Văn và thực lực của anh không thể nào liên tưởng lại với nhau, đến giờ anh vẫn chưa đến 30 tuổi, 30 năm ngắn ngủi ai có thể có được thành tựu như Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây Long Cổ càng cảm thấy có khả năng Tiêu Chính Văn có liên quan đến Hoàng đế hoặc Phong hậu, thậm chí có thể là người thừa kế của một trong hai nhà này. Dù sao người mà Tiêu Chính Văn đối mặt là sự tồn tại cao cấp của vùng ngoài lãnh thổ. Mấy ngàn năm nay, Điền Kỳ lại trải qua biết bao trận chiến lớn. Từng đánh nhau với biết bao nhân vật tầm cỡ, người giống ông ta mà lại không thể lọt vào mắt Tiêu Chính Văn, thậm chí còn không đáng để Tiêu Chính Văn nghiêm túc đối phó. Lúc này người khó chịu nhất vẫn là Điền Kỳ. Ông ta nghĩ Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ nhất thời may mắn, những người đó trước đó sở dĩ không phải là đối thủ của cậu ta, đó là vì thực lực không đến đâu cả. Chỉ cần Điền Kỳ ông ta ra tay thì hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết.
Nhưng kết quả thì sao? Bây giờ ông ta hệt như một trò cười. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hầu hết mọi người đều nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ cạn kiệt sức lực trong trận chiến này, thậm chí từng phút từng giây đều lướt ngang qua thần chết. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra rốt cuộc người mà cạn kiệt sức lực, lúc nào cũng lướt ngang qua tử thần là Điền Ki chứ không phải Tiêu Chính Văn. Đúng như mọi người nghĩ, lúc này Tiêu Chính Văn đã không còn giữ lại con át chủ bài nữa, vì anh đang vội muốn mở ra cảnh tượng lúc này lần nữa, cảnh tượng trong loạn lưu thời không đó. Nhưng cũng chính vì thế, Điền Ki mới cảm nhận được mình bị sỉ nhục đáng xấu hổ. Từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn luôn khiêu khích tôn nghiêm của ông ta, luôn xem ông ta là món đồ chơi. Điều này đã không chỉ đơn giản là chế nhạo nữa rồi. Chương 4862 chỉ là một tên hậu bối mà cũng dám ngang ngược. Điền Ki tức giận quát tháo, khí tức quanh người lại dâng lên, gần như đạt đến điểm cực hạn. Ngay cả đất trời này cũng cảm nhận được sự dẫn dắt, vô số ánh sao cũng rơi xuống theo. Tu vi có thể đạt đến ngụy tiên như cấp bậc của Điền Ki thì cách cảnh giới chân tiên cũng chỉ một bước thôi. Những người đứng xem xung quanh thấy vô số sao băng đó rơi xuống như mưa cũng đều chạy tán loạn, lùi ra xa mấy ngàn mét mới dừng lại. Mà trên người Điền Ki cũng bùng lên một ngọn lửa, để giết được Tiêu Chính Văn, để rửa nhục mà ông ta thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mạng của mình. Dù thiêu đốt cùng Tiêu Chính Văn, ông ta cũng muốn lấy lại tôn nghiêm và thể diện của mình. Ông già Điền Ki này điên rồi sao? Thiêu cháy tuổi thọ của mình, dù ông ta đánh bại được Tiêu Chính Văn, ông ta chắc chắn cũng không sống được lâu. Cần gì phải thế, Long Cổ lắc đầu thở dài. Thật ra có thể tránh được trận chiến này, thậm chí chỉ cần Điền Ki không dò ngó thế tục nữa thì có thể bắt tay giảng hòa với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, hôm nay dù tôi có tan xương nát thịt cũng phải lôi cậu chết cùng. Điền Ki tức giận quát lên, sau đó lao đến. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thèm liếc nhìn ông ta một cái, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía khe nứt xuất hiện lúc nãy, sau đó đánh một cú tránh ra. Tiếng hét của Điền Ki vừa dứt, thậm chí ông ta còn chưa kịp thi triển bí thuật thì đã bị một cú đánh của Tiêu Chính Văn đánh văng ra xa. Rầm, cả người Điền Ki đâm vào sườn núi Long Vân, sau đó bị cắm vào trong đất như một chiếc đính. Dù cơ thể ông ta có rắn chắc thế nào thì lúc này cũng xuất hiện từng vết nứt. Thấy cả người mình chằng chịt vết thương sâu đến mức thấy cả xương, Điền Ki hoàn toàn ngơ ngác. Người đứng xem xung quanh càng trợn mắt há mồm, miệng có thể nhét được một quả trứng. Ông sẽ không cho rằng tu vi của ông có thể khiêu chiến với tôi đó chứ? Lúc nãy sở dĩ không giết ông không phải là không thể mà là không muốn. Nói rồi Tiêu Chính Văn lại giáng xuống một đòn. Một âm thanh cực lớn vang lên, Điền Ki bị đánh đến mức nôn ra máu, ngay cả xương ngực cũng bị gãy mấy cái. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Dù là một người mạnh như Điền Ki cũng không chịu nổi một đòn của Tiêu Chính Văn ư. Điền Ki đã dùng hết những gì cả đời học được, nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta lại không thể chịu đựng được một đòn tấn công, sở dĩ giờ ông ta vẫn còn kiên trì chỉ là vì trong lòng có cảm giác không chịu cúi đầu. Chương 4863 người như thế khác biệt rất lớn với người bình thường, càng rơi vào nghịch cảnh ngược lại càng kích thích sự tàn ác trong ông ta. Lúc này thậm chí Điền Ki không tiếc tinh huyết của mình, lại đẩy mạnh trận thập diện mai phục. Lúc này các hiện tượng như mưa sao băng, gai đất lại nổi lên. Khí tức đáng sợ đó cũng khiến Long Cổ phải nhíu mày. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại không để tâm gì đến trận chiến trước mắt mà lạnh lùng nhìn về phía khe nứt trong không trung đó. Nhưng tiếc là trong khe nứt đó trống rỗng, người đàn ông vóc người cao lớn đó và thế giới dị thường kia không còn xuất hiện nữa. Cảnh tượng vừa rồi như thể chỉ là một chút ký ức vụn vỡ mà Tiêu Chính Văn võ tình nhìn thấy trong lưu loạn thời không. Chỉ thoáng chốc đã không bao giờ xuất hiện nữa. Chớp nhoáng mười mấy phút trôi qua, đến khi khe nứt đó đóng lại lần nữa, Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Dù Tiêu Chính Văn có huyết mạch hoàng đế cũng không mạnh đến mức này chứ. Đó là trận pháp thập diện mai phục, hơn nữa cùng là cảnh giới thiên cảnh cấp 4, Tiêu Chính Văn thế mà có thể xem trận pháp của đối phương như không. Lúc này Long Cổ cảm thấy giật mình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta không dám tin mọi chuyện đều là thật. Ngụy Vinh Kỳ cắn răng, sắc mặt tái mét nói. Rốt cuộc trên người Tiêu Chính Văn có bao nhiêu bí mật vậy chứ? Cũng may lúc đầu tôi không thông đồng làm bậy với đám người Điền Văn,
nếu không, nói đến đây ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng không dám nói tiếp nữa. Đến khi Tiêu Chính Văn thất vọng quay đầu lại nhìn về phía Điền Kỳ bên dưới lần nữa, ông ta cũng lập tức nổi giận. Phải biết rằng Tiêu Chính Văn đã ở trong trận pháp mười mấy phút, cả người như không có cảm giác gì, mặc cho mưa sao băng đầy trời rơi xuống, thậm chí những gai nhọn đó cũng không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Người này quả thật là biến thái, nhưng càng như thế, Điền Kỳ càng muốn không tiếc mọi giá giết Tiêu Chính Văn cho bằng được. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh thật của tôi. Nói rồi Điền Kỳ bỗng hét lớn một tiếng, máu tươi bắn ra từ trong cơ thể Điền Kỳ, máu hóa thành xương lập tức hòa làm một với đại trận hàng trăm mét này. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vang lên tiếng ngựa hí như thể có ngàn quân vạn mã đang chạy về hướng này. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số bóng người như thể có hàng quân vạn mã bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Lúc này Điền Kỳ cũng quét sạch sự suy sụp trước đó, quanh người toát ra khí tức đáng sợ như thể một tướng quân dẫn dắt đội quân hàng ngàn người, chỉ vung tay lên, vô số bóng người lao về phía Tiêu Chính Văn như vũ bão. Chương 4864 Điền Kỳ không ngần ngại dùng hết tuổi thọ và tỉnh huyết của mình, cũng muốn cùng chết với Tiêu Chính Văn trong trận chiến này. Vô số tia sáng đó như thể lông vũ lơ lửng trong không trung nhưng mỗi một tia sáng đều chứa sát khí vô tận. Đây chắc hẳn là thuật pháp ngoài vũ trụ chứ không phải là trận pháp. Quả nhiên Điền Kỳ là thiên tài, thế mà có thể kết hợp một cách thành thạo thuật pháp ngoài vũ trụ vào trận pháp thập diện mai phục, lòng cổ khen ngợi. Lúc này cả người Điền Kỳ đều như sắp biến thành lông vũ, từng vâng sáng màu trắng bạc sáng lấp lánh quanh người ông ta. Có thể nói đây mới là chiêu thức mà Điền Kỳ muốn liều mạng, cũng chính là lá bài cuối cùng của ông ta. Thời gian trôi đi, uy lực của sự kết hợp giữa trận pháp và thuật pháp này của ông ta đã trở nên cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể xóa bỏ trời đất này ra khỏi trái đất. Cũng ngay lúc này, Tử Cống vừa chạy trốn về tổng viện nhà họ Khổng đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về hướng núi Long Vân. Tử Dư và Tử Hằng đang dưỡng thương cũng cùng lúc quay đầu nhìn về hướng này. Cho dù là các ông lớn ngoài lãnh thổ hay là người dân thường trong thế tục cũng đều cảm nhận được cảm giác như xé nát tâm can. Đây chính là dấu hiệu một vùng đất trời sắp bị xóa bỏ khỏi trái đất vĩnh viễn. Như thể trời đất này đều đang than khóc khiến mỗi một sinh linh trên trái đất đều cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can khi sắp phải mất đi người thân quan trọng nhất trong đời mình. Thôi xong, lẽ nào Điền Kỵ muốn hủy diệt cả phương trời này? Long cổ kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn về phía Điền Kỵ. Lúc này mặt đất bắt đầu rạn nứt, lấy núi Long Vân làm trung tâm, trong vòng hàng ngàn mét gần như muốn thoát khỏi đất trời này. Ầm ầm ầm, núi Long Vân cũng bị bật gốc, cả ngọn núi dần bị bay lên theo đất trời, bay về phía ngoài vũ trụ. Cả quá trình Tiêu Chính Văn chỉ kiêu ngạo đứng trong không trung, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra. Thấy phương trời này đã dần bay lên cao, Điền Kỵ bỗng bật ra tiếng cười điên cuồng, Tiêu Chính Văn, thuật pháp của tôi đã xong rồi, bây giờ dù cậu có bản lĩnh hơn trời cũng không thể cứu vớt được nữa. Chỉ cần núi Long Vân này bay vào vùng ngoài vũ trụ thì sẽ trở thành khói bụi. Tôi và cậu chỉ có thể cùng chết, ha ha ha, có thể cho tôi và cậu cùng chết cũng là vinh hạnh của cậu. Mấy ngàn năm nay, tôi từng giết vô số thiên tài. Biết bao thiên tài hiếm có cuối cùng đều chết trong tay tôi. Chỉ tiếc là tôi đã đánh giá thấp cậu, nhưng cậu đừng hòng giữ được thân mình. Dù tôi có chết thì cũng phải kéo theo cậu. Lúc này Điền Kỵ đã không còn gì nữa, dù tan xương nát thịt cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn. Sở dĩ ông ta dám làm thế chỉ là vì thế lực ngoài vũ trụ hứa với ông ta một lời hứa không thể thực hiện được, đó là bảo ông ta có được cơ thể bất tử. Chương 4865 dù sao Điền Kỵ cũng đã đạt đến cảnh giới thiên cảnh cấp 4, nghe nói ông ta không tin vào chuyện vớ vẩn nhưng mấy lần trước ông ta đều được vùng ngoài vũ trụ cứu giúp. Thậm chí có một lần Điền Kỵ bị thương nặng, gần như chỉ còn chút hơi thở, dù đến lúc hấp hối cuối cùng vẫn là người bên ngoài vũ trụ cứu ông ta. Thế nên Điền Kỵ không nghi ngờ gì lời hứa mà người ngoài vũ trụ hứa với ông ta. Đây sẽ là chiến lược tồi tệ nhất. Hy sinh mạng sống của chính mình, chết cùng Tiêu Chính Văn. Khi Điền Kỵ đã quyết định, Tiêu Chính Văn bỗng giơ tay lên đánh một cú về phía Điền Kỵ. Rầm, cú đánh này như phá tan bầu trời, xuyên qua 9 tầng mây. Trận pháp gì đó, thuật pháp ngoài vũ trụ gì kia đều tan biến bởi một đòn của Tiêu Chính Văn.
núi Long Vân vừa rồi còn bay lên cao 10 trượng cũng rơi lại xuống đất. Thấy thế, Điền Kỵ ngây người. Theo lý chỉ cần để ông ta thi triển thuật pháp này thì tuyệt đối không có cơ hội quay đầu. Dù là người ngoài vũ trụ lúc đầu truyền thuật pháp này cho ông ta cũng đã từng nhắc nhở ông ta, không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng dùng thuật pháp này, vì đến lúc đó dù là bản thân ông ta cũng không có khả năng rút lại. Nhưng lúc này thuật pháp của ông ta thế mà lại bị Tiêu Chính Văn phá vỡ. Điền Kỵ không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn, lúc này sinh tử đã không còn quan trọng với ông ta nữa, ông ta đã sử dụng đến con bài cuối cùng rồi. Trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta đã không còn chút sức lực đánh trả nào nữa, thậm chí ngay cả ý chí và can đảm phản kháng cuối cùng cũng bị một đòn tấn công của Tiêu Chính Văn phá tan. Chuyện là sao thế? Tiêu Chính Văn thế mà, Ngụy Vinh Kỳ sửng sốt. Cho dù thế này người có mặt ở đó cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể phá vỡ thuật pháp của Điền Kỵ. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn đã bước ra đi đến bên cạnh Điền Kỵ còn đang ngây người tại chỗ. Mãi tới khi Tiêu Chính Văn sải bước tới gần, Điền Kỵ vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút động đậy. Không phải ông ta không muốn động mà là ông ta không dám cử động. Lúc này, niềm tin và nội tâm của ông ta đã bị cú đấm cái thế của Tiêu Chính Văn đánh nát vụn. Thậm chí ngay cả chút suy nghĩ phản kháng ông ta cũng không dám có. Cùng đến chỗ chết với tôi ư? Ông xứng sao? Tiêu Chính Văn điềm nhiên hỏi. Mặc dù giọng nói của Tiêu Chính Văn rất nhỏ, thế nhưng lọt vào trong tai Điền Kỵ thì lại đinh tai nhức óc giống như thiên lôi. Tiêu Chính Văn, giết tôi thì cậu sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với lãnh đạo cấp cao của cả vùng ngoài lãnh thổ. Năm đó, Hạng Vũ cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết, cậu không đấu lại được bọn họ đâu. Chương 4866 Điền Kỵ đột nhiên lên tiếng nói với Tiêu Chính Văn. Thân phận này là thủ đoạn cuối cùng ông ta có để dùng để tự bảo vệ bản thân rồi, hơn nữa cũng là con át chủ bài cuối cùng của ông ta. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại Điền Kỵ bằng một nụ cười lạnh lùng, sau đó giơ một tay lên đặt xuống bả vai của Điền Kỵ, nói, lãnh đạo cấp cao. Thiên đạo minh ước sao? Thế lực các phương ở vùng ngoài vũ trụ, tôi đều chẳng coi ra gì cả. Ông cho rằng tôi sẽ bận tâm tới thiên đạo minh ước à? Chỗ dựa mà ông có chẳng đáng là gì ở trong mắt tôi. Lời này vừa thốt ra, tia hy vọng được sống cuối cùng của Điền Kỵ cũng bị dập tắt theo. Quả thực giống như Tiêu Chính Văn nói, ngay cả thế lực vùng ngoài vũ trụ Tiêu Chính Văn cũng chẳng hề e sợ, thiên đạo minh ước sao có thể áp chế được Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, từ trước tới nay, Tiêu Chính Văn vẫn luôn đứng ở phía đối lập với thiên đạo minh ước. Từ góc độ nào đó mà nói, đại diện của người nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ chính là thiên đạo minh ước. Mà Tiêu Chính Văn vẫn luôn chiến đấu không ngừng nghỉ với người nhà họ Khổng, thậm chí còn có vài lần uy hiếp tới cả sự sinh tồn của nhà họ Khổng. Không lâu trước đây còn khiến cho mấy người tử cống bị trọng thương. Thiên đạo minh ước có là cái gì ở trong mắt Tiêu Chính Văn? Có lẽ, ở trong mắt ông, tất cả mọi thứ trên trái đất đều không chịu nổi một đòn. Hoặc là thứ gọi là thuật pháp vô thượng của vùng ngoài lãnh thổ ở trong mắt ông đã đủ để càn quét thế giới này rồi. Thế nhưng tại sao ông không suy nghĩ cho tử tế, tại sao bọn họ lại phải tiến công vào địa cầu, tại sao phải tranh đoạt di tích Long tộc cơ chứ? Lời này của Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra, trong lòng Điền Kỵ giống như có một tia sét bùng nổ. Không sai, nếu như những thế lực kia của vùng ngoài vũ trụ thật sự cường đại giống như bọn họ nói thì việc gì phải nhòm ngó tới di tích Long tộc. Hành vi của bọn họ đã nói lên rằng ngay cả thế lực các phương ở vùng ngoài vũ trụ cũng đều đang thèm muốn tới mọi thứ của địa cầu. Cậu rốt cuộc là ai? Sao cậu có thể biết được nhiều bí mật có liên quan tới Long tộc như thế? Điền Kỵ run rẩy nói. Việc tôi là ai đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi chỉ biết vào hàng chục nghìn năm về trước, lúc đám người ở vùng ngoài vũ trụ này gặp được hoàng đế và huyền nữ thì đều phải quỳ bái. Mặc dù Tiêu Chính Văn tôi không có tài cán gì, thế nhưng cũng nguyện noi theo hoàng đế, khiến cho vùng ngoài vũ trụ phải chịu khuất phục dưới gót chân, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, Điền Kỵ cũng bỏ mạng theo luôn. Lần này là cái chết thực thụ, khi một làn gió nhẹ thổi tới, cơ thể của Điền Kỵ lập tức hóa thành vô số bụi mịn và tan biến giữa thế gian. Cho tới cuối cùng, ông ta cũng chỉ để lại một tiếng cười bi thương vang vọng khắp không gian. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang yên lặng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chương 4867 nhìn từ góc độ của bọn họ, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ vỗ lên trên vai của Điền Kỵ mà Điền Kỵ đã hóa thành cho bụi luôn rồi.
Tiêu Chính Văn giơ tay cầm lấy tách trà ban nãy, nước trà vẫn còn đang ấm. Liếc nhìn lá trà bên trong tách, Tiêu Chính Văn một hơi uống cạn. Sau đó lại một mình sải bước đi xuống khỏi núi Long Vân. Kết quả của trận đấu này mặc dù vẫn chưa được truyền ra bên ngoài, thế nhưng có thể đoán ra được kể từ thời khắc này, địa vị của Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ đã không còn một ai có thể thay thế. Mà việc Tiêu Chính Văn ngang tàn xuất thế cũng hoàn toàn thay đổi sự bình đẳng trong quyền lợi của vùng ngoài lãnh thổ. Kể từ giây phút này sẽ không còn là thời đại mà thiên đạo minh ước có thể độc tôn, Tiêu Chính Văn và thế tục Hoa Quốc cũng sẽ có quyền tiếng nói tuyệt đối ở vùng ngoài lãnh thổ. Sau khi Điền Kỵ bỏ mạng, hai người Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ cũng âm thầm rời đi. Ở lại nơi này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, từ giờ trở đi, nước Ngụy cũng cần dựa dẫm vào Tiêu Chính Văn mới có thể tiếp tục tồn tại. Khổng Tề Thiên ngẩng mặt nhìn về phía một đầu khác của Tinh Vũ, thở dài một tiếng, trừ phi bản thể của ông ta đích thân tới, bằng không cũng chẳng đủ sức mà tranh đấu với Tiêu Chính Văn. Lúc này, ở biên giới phía nam thành Thiên Khu, trong một trang viên phong cảnh hữu tình. Trang viên này cổ kính mà trang nhã, nơi nào cũng bộc lộ ra khí tức của quý tộc. Hơn nữa so với đảo Tề Thiên của Điền Kỵ, nơi này càng có phong cảnh như tranh, đẹp tựa chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Nơi này chính là nơi ở của nhà họ Trần. Báo, gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, Điền Kỵ tử trận. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại sảnh sau khi nghe thấy tin tức này thì đều ngẩn ra. Điền Kỵ chết rồi ư? Đối với bất cứ thế lực một phương nào mà nói, tin tức này đều giống như sét đánh ngang tai. Dẫu sao từ trước tới giờ, Điền Kỵ vẫn luôn là sự tồn tại đỉnh cao ở vùng ngoài lãnh thổ, mấy nghìn năm trở lại đây vẫn luôn do một tay ông ta chỉ đạo mọi thứ ở vùng ngoài lãnh thổ. Và lại cảnh giới của Điền Kỵ khủng bố tới độ nào cơ chứ? Cả vùng ngoài lãnh thổ cũng chẳng tìm ra được cao thủ thứ hai giống như ông ta. Một nhân vật giống như truyền kỳ như vậy lại chết trong tay Tiêu Chính Văn. Nhà họ Trần không xa lạ gì với Tiêu Chính Văn. Trần Huy Tổ cũng từng vô số lần cảnh cáo nhà họ Trần người không thể đắc tội nhất chính là Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn còn quá trẻ, nhà họ Trần sao có thể bận tâm tới lời Trần Huy Tổ nói. Mãi tới khoảnh khắc này, bọn họ mới ý thức được rằng Tiêu Chính Văn đã trở thành một ngôi sao mới nổi. Chương 4868 bây giờ càng giống như mặt trời giữa buổi ban trưa, dễ dàng thay thế địa vị khi trước của Điền Kỵ ở vùng ngoài lãnh thổ. Không chỉ như vậy. Một tháng trước, Tiêu Chính Văn chỉ một thân một mình tới âm phủ, vậy mà lại giết cho âm phủ người ngã ngựa đổ, Sở Giang Vương trong số thập điện Diêm Vương phải bỏ mạng. Hai vợ chồng Dương Giác Thoái chết cả đôi. Dù là Bạch Khởi năm đó, ở vào độ tuổi như anh cũng tuyệt đối không thể có được thành tựu như vậy. Mới 30 tuổi mà thôi, ở cái độ tuổi này, dù là cụ tổ của nhà họ Trần thì cũng vẫn đang chơi với ở cảnh giới Thiên Vương. Còn Tiêu Chính Văn người ta đã có thực lực ngụy tiên ở cảnh giới thiên cảnh cấp 4 rồi. Lúc này, bên trong thư phòng ở gian nhà phía sau nhà họ Trần, mấy thị nữ có dung mạo hết sức xuất chúng đang hầu hạ một ông lão dùng cơm. Ông lão có vẻ mặt hồng hào, làn da mịn màng như da em bé, cặp mắt đen long lanh tia sáng. Cụ tổ, Điền Kỵ chết rồi. Một thị nữ trong số đó nhỏ giọng bẩm báo. Chết thì cũng chết rồi, chỉ là một quân cờ mà thôi. Ông lão không chút bận tâm tới chuyện này. Có lẽ ở trong lòng người khác, Điền Kỵ vẫn là một sự tồn tại đỉnh cao, thế nhưng ở trước mặt ông lão, Điền Kỵ có là cái thá gì? Ông ta sống hay chết, đối với nhà họ Trần mà nói cũng nhẹ như lông hồng. Cùng lúc này, hai người Tiêu Chính Văn và Hắc Bá cũng đang trên đường tới nhà họ Trần. Sau khi nhà họ Trần hay tin Điền Kỵ chết thì việc đầu tiên chính là mời Tiêu Chính Văn tới. Tiêu Chính Văn cũng không khước từ. Dẫu sao Trần Huy Tổ vẫn ở nhà họ Trần. Trên đường đi, ngay cả Hắc Bá cũng tỏ ra hết sức cung kính đối với Tiêu Chính Văn, dẫu sao vùng ngoài lãnh thổ cũng là một nơi đề cao thực lực, và lại trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Điền Kỵ, Hắc Bá cũng đã đứng quan sát từ xa. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn giơ tay lên biến Điền Kỵ thành cho bụi, trong lòng Hắc Bá cũng hết sức chấn động. Mặc dù trước đây ông ta cũng cho rằng Tiêu Chính Văn khác với người thường, thế nhưng không thể ngờ được Tiêu Chính Văn lại mạnh tới mức này. Thậm chí có thể nói, một mình Tiêu Chính Văn đã chống đỡ cho cả khoảng trời của thế tục Hoa Quốc. Tư thế oai hùng như vậy, sức mạnh vĩ đại như thế không hề thua kém với Thủy Hoàng Đế khi xưa. Dù là bây giờ thì có mấy người liên tưởng được rằng cậu thanh niên chưa tới 30 tuổi trước mắt này lại có thể giết chết một cao thủ đỉnh cao giống như Điền Kỵ.
Cậu Tiêu, không xa phía trước chính là nhà họ Trần, Hắc Bá hết sức khách khí chỉ về phía rừng trúc phía xa, nói. Thái bá, không cần phải khách khí như vậy, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Chương 4869 Hắc Bá không khỏi cười khổ, bây giờ ở vùng ngoài lãnh thổ, ai dám tỏ ra không khách khí với Tiêu Chính Văn chứ? Đừng nói là một người nào đó, dù là những thế lực lớn từng kết thù với Tiêu Chính Văn kia bây giờ chắc hẳn đều đang run lên lẩy bẩy nhỉ. Bây giờ, ngay cả sự tồn tại siêu nhiên như nhà họ Trần cũng phải chủ động xuống nước trước Tiêu Chính Văn, điều này đủ để thấy rằng Tiêu Chính Văn đã có thân phận địa vị như thế nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Hắc Bá lập tức chỉ tay về phía rừng trúc, nói, rừng trúc này cũng được vùng ngoài lãnh thổ gọi là rừng tử trúc, mỗi một cây trúc ở đây đều do cụ tổ nhà họ Trần tự mình trồng, mà nơi này cũng chính là địa điểm cũ của cung Tiêu Dao. Cung Tiêu Dao vốn là hành cung của quân vương cuối cùng của Nam Triều ở thời kỳ Nam Bắc Triều Tiêu Diễn, sau này khi Nam Triều bị tiêu diệt mới được người nhà họ Trần di rời cả cung Tiêu Dao tới vùng ngoài lãnh thổ. Bên trong rừng trúc đó lờ mờ có thể trông thấy được một bia mộ. Trên bia chính là bia công trạng do hoàng đế cuối cùng của Nam Triều ban cho nhà họ Trần. Nghe nói cung Tiêu Dao này hội tụ tất cả khí tức của rồng và khí tức đế vương của Nam Triều, vậy nên rừng tử trúc này cũng trở thành một vùng đất có phong thủy tốt. Vẫn luôn bảo vệ cho nhà họ Trần. Sau này người nhà họ Tiêu cũng từng tới gặp nhà họ Trần để đòi lại cung Tiêu Dao, muốn sinh sống ở đây, thế nhưng sau khi bị cụ tổ nhà họ Trần từ chối thì cũng âm thầm rút lui. Hắc Bá vừa đi vừa giới thiệu cho Tiêu Chính Văn nghe. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng liếc nhìn về phía rừng tử trúc bằng ánh mắt sâu xa. Quả nhiên giống như Hắc Bá nói, bên trong rừng tử trúc dâng lên vô số luồng khí tức đế vương, bao trùm hết cả khu nhà của nhà họ Trần. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn được trông thấy khí tức đế vương nồng đậm như vậy kể từ khi đặt chân vào vùng ngoài lãnh thổ. Cung Tiêu Dao vốn dĩ chính là lâm viên hoàng gia mà nhà họ Tiêu người ta xây dựng lên. Nhà họ Trần bọn họ độc chiếm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày nói. Từ sau chuyện của Trần Huy Tổ, Tần Lương Ngọc không có chút thiện cảm gì với nhà họ Trần này, vậy nên sau khi nghe xong lời Hắc Bá nói càng cảm thấy rất không thoải mái với phong cách làm việc ngang ngược của nhà họ Trần. Thành chủ Tần không biết đấy thôi, bên trong vẫn còn có ẩn tình. Hắc Bá lại lên tiếng nói. Từ sau khi Tiêu Chính Văn giết chết Điền Kỵ, Hắc Bá không chỉ thêm phần cung kính đối với Tiêu Chính Văn mà cũng thêm mấy phần kính nể những người bên cạnh Tiêu Chính Văn. Trần Khánh Chi của nhà họ Trần năm đó có thể nói là đã lập công rất lớn cho Nam Triều, thế nhưng tới cuối cùng thì vẫn bị Hoàng thất Nam Triều hiềm nghi, suýt thì bị giết hết cả gia tộc. Sau khi Trần Khánh Chi chết, người nhà họ Trần cũng thất thế theo, từng bị người ta gạt bỏ ra khỏi Nam Triều, lúc này mới buộc phải chạy tới vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4870 mặc dù người nhà họ Trần ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng vẫn cực kỳ chú ý tới Nam Triều, nếu như không phải có nhà họ Trần tương trợ thì Nam Triều có khả năng đã tiêu vong từ mấy chục năm trước rồi. Năm đó Tiêu Diễn biết rõ uy thế đã mất đi, lúc này mới cử người tới mời cụ tổ nhà họ Trần, đồng thời hy vọng cụ tổ nhà họ Trần chặn đứt phong thủy long mạch của Dương Thị, thế nhưng cụ tổ nhà họ Trần lại không làm như vậy. Mà lại di rời cung Tiêu Dao vốn tượng trưng cho khí tức của rồng và khí tức đế vương của Nam Triều tới vùng ngoài lãnh thổ. Bởi vì Triều Tùy chỉ có khí tức Bắc Long, thiếu đi khí tức Nam Long, vậy nên không nhận được sự công nhận của đất trời mà diệt vong chỉ sau hai triều đại ngắn ngủi. Từ góc độ nào đó mà nói, là nhà họ Trần giúp nhà họ Tiêu báo mối thù diệt quốc, vậy nên cung Tiêu Dao đương nhiên phải thuộc về nhà họ Trần rồi. Hắc Bá thuật lại cặn kẽ đoạn lịch sử ban đầu đó. Ồ, như vậy thì trận chiến thống nhất đầu thời Tùy, người nhà họ Trần cũng có tham gia, Tần Lương Ngọc nhíu mày hỏi. Dù nhà họ Trần độc chiếm cung Tiêu Dao có phải do có ước định trước với Tiêu Diễn hay không, thế nhưng Tần Lương Ngọc vẫn thấy nhà họ Trần không hề thuận mắt. Trận chiến đó nhà họ Trần quả thực có tham gia, nếu không thì đại quân của Dương Kiên căn bản sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào, trong vòng một tháng sẽ có thể tiêu diệt được Nam Triều. Chính vì sự tham gia của nhà họ Trần nên trận chiến thống nhất của Triều Tùy mới kéo dài tận 2 năm. Dù nhà họ Trần có lòng giúp đỡ Nam Triều, thế nhưng khí thuật của nhà họ Tiêu đã cạn, căn bản chẳng thể ngăn cản được bánh xe của lịch sử. Cuối cùng, cụ tổ nhà họ Trần cũng chỉ đành rời cung Tiêu Dao đi để tiếp tục khí cơ mà Nam Long và Bắc Long quy tụ. Theo lý mà nói, Triều Tùy trong lịch sử không nên tiêu vong khi mới chỉ trải qua 2 đời, mà Dương Kiên cũng chẳng phải là vị vua ngu đần.
ngược lại ông ta còn là một đế vương cực kỳ có thành tựu. Thế nhưng chính vì Nam Long và Bắc Long vẫn chưa quy tụ lại một chỗ, vậy nên đế cơ của triều Tùy mới không vững, cộng thêm việc sau khi nhà họ Trần rời cung Tiêu Dao tới vùng ngoài lãnh thổ, đích thân cụ tổ nhà họ Trần đã trồng nên rừng Tử Trúc. Tử Trúc có thể dưỡng quý, cung Tiêu Dao lại quy tụ tất cả khí thức của rồng và khí vận đế vương của phương Nam, vậy nên mặc dù cung Tiêu Dao bị rời tới vùng ngoài lãnh thổ nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng tới thế tục. Nam Long càng tôn quý thịnh vượng thì Bắc Long càng trở nên suy yếu, mãi tới khi khí thuật Bắc Long sắp cạn thì triều Tùy mới bị Lý Đường thay thế. Cũng có thể nói, cụ tổ nhà họ Trần lại có thể tùy tiện chuyển rời khí vận đế vương tới nơi khác, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, nói với vẻ không dám tin. Chuyển rời khí vận đế vương không phải là việc mà những kẻ bình thường có thể làm được, cho dù trong cung Tiêu Dao ẩn chứa khí vận đế vương của nhà họ Tiêu, thế nhưng chuyển rời cung Tiêu Dao không nói lên rằng có thể chuyển rời được khí vận đế vương. Không sai, nói kỹ ra thì cụ tổ nhà họ Trần này còn rất có lai lịch, Hắc Bá khẽ gật đầu nói. Ồ, nói nghe xem nào, Tiêu Chính Văn tiện miệng hỏi. Cụ tổ này của nhà họ Trần không phải là người cầm lái bây giờ của nhà họ Trần mà là Trần Khánh Chi, người đã sáng lập nên cơ nghiệp của nhà họ Trần. Chương 4871 nghe nói cả thiên hạ đều biết cái chết của Trần Khánh Chi, có người nói ông ta bệnh mà chết, lại có người nói ông ta bị người khác hạ độc giết hại, thế nhưng suy cho cùng thì việc ông ta chết là rất chuẩn xác. Thế nhưng, sau khi nhà họ Trần chuyển tới vùng ngoài lãnh thổ không lâu, lại có người từng gặp Trần Khánh Chi ở trong nơi ở của nhà họ Trần. Nghe thấy lời này, Tần Lương Ngọc không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào trên thế gian này thật sự có người có thể chết đi sống lại sao? Chính bởi vì sống ở vùng ngoài lãnh thổ nên Tần Lương Ngọc mới càng không tin có điều thần kỳ như vậy. Dù là cao thủ thiên cảnh, chỉ cần chết rồi thì không bao giờ có khả năng sống lại. Đương nhiên không thể là chết đi sống lại, thế nhưng nếu như năm đó Trần Khánh Chi chỉ giả chết, hoặc là gần chết, lại do một loại bí thuật nào đó khiến cho ông ta chết đi sống lại thì cũng không phải không có khả năng, Hắc Bá nói với biểu cảm nghiêm trọng. Chết đi sống lại, Tần Lương Ngọc nhíu mày, loại bí thuật này chỉ vùng ngoài vũ trụ mới có. Không sai, đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người, ít nhất là lãnh đạo cấp cao ở vùng ngoài lãnh thổ đều hoài nghi về lai lịch của nhà họ Trần. Mà từ sau lúc đó Trần Khánh Chi cũng không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thêm nữa. Thế nhưng sau đó lại có tin đồn, nhân vật đỉnh cao của rất nhiều thế lực đều có quan hệ mật thiết với người này. Thậm chí ngay cả Tam Nguyên Lý Tịnh của Thịnh Truyền cũng có khả năng là đệ tử của Trần Khánh Chi. Nhìn vào lịch sử mấy nghìn năm nay của Hoa Quốc, có thể giống như Trần Khánh Chi, nhân vật trăm trận trăm thắng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Lý Tịnh chính là một trong số đó. Nghe Hắc Bá nói xong, Tiêu Chính Văn không khỏi ngẩn ra, trầm giọng nói, Lý Tịnh. Ông ta là đệ tử của Trần Khánh Chi sao? Cậu Tiêu, thật ra đây chỉ là một số suy đoán của các phương ở vùng ngoài lãnh thổ, nếu đã là suy đoán thì nhất định sẽ không có bất cứ chứng cứ gì, có điều tôi lại cảm thấy những lời đồn này tuyệt đối không phải tự dưng mà có. Dẫu sao người nhà họ Lý đến nay vẫn chưa công khai phủ nhận, hoặc là ngay cả con cháu của Lý Tịnh cũng đã ngầm công nhận cách nói này. Vậy nên, cậu Tiêu, thành chủ Tần, chắc hẳn bây giờ mấy người cũng đã hiểu điểm đặc thù của nhà họ Trần này rồi nhỉ, Hắc Bá trầm giọng nói. Ý của Thái Bá là nếu như Trần Khánh Chi thật sự chưa chết, vậy thì ông ta mới là sự tồn tại đáng để dè chừng nhất của thế lực các phương, Tiêu Chính Văn nói thẳng vào trọng tâm. Hắc Bá gật đầu không ngừng, nói, không sai, nếu như người này thật sự chưa chết, vậy thì ông ta không chỉ có thực lực khủng bố mà ngay cả nội tình cũng tuyệt đối là thứ mà người bình thường không thể so bì. Chương 4872 nếu như ông ta vẫn còn sống, dù là nhà họ Khổng thì cũng phải nể nang ông ta vài phần, đặc biệt là bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ, dưới tình cảnh không mấy lạc quan thì càng không có ai dám tùy tiện động tới cụ tổ đó của nhà họ Trần. Hắc Bá lại giải thích. Không ngờ hóa ra nhà họ Trần còn có bối cảnh như vậy, Lý Bạch cũng không kiềm chế được mà lên tiếng. Trần Khánh Chi trong truyền thuyết đó rốt cuộc có cảnh giới gì? Đỉnh cao thiên cảnh sao, Tần Lương Ngọc cũng lên tiếng hỏi. Chuyện này thì cũng không rõ nữa, chỉ là ban đầu nhà họ Trần từng có một lần tranh chấp với thiên đạo minh ước, sau này không diễn biến thành đại chiến nghe nói là vì có một nhân vật thần bí ra tay can dự. Thế nhưng tôi lại cứ luôn hoài nghi căn bản không có người thần bí gì cả mà là Trần Khánh Chi đích thân ra mặt. Vậy nên nói,
dựa vào sức mạnh bản thân đã có thể khiến cho thiên đạo minh ước nhượng bộ ba phần, chắc hẳn cảnh giới của người này phải rất cao. Hắc bá thở dài một tiếng, nói. Cũng có thể nói, chính bởi vì không biết Trần Khánh Chi chết hay sống, vậy nên mọi người mới càng thêm kiêng dè nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Không sai, nhưng dù Trần Khánh Chi này chết hay sống, nhà họ Trần bây giờ vẫn là một gia tộc lánh đời hiếm có ở vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí đủ để sánh ngang vai với nhà họ Doanh chúng tôi, Hắc Bá lại thở dài nói. Thực ra đôi khi địa vị càng cao thì càng cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu đặt nhà họ Trần trong giới thế tục thì chắc chắn có đủ sức mạnh để cạnh tranh với một nước, nhưng nhà họ Trần lại vô cùng khiêm tốn, bao nhiêu năm qua chưa từng tỏ vẻ huênh hoang ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế ra như vậy mới thật sự đáng sợ, thậm chí ngay cả khi bố của Trần Huy Tổ chết bất đắc kỳ tử, nhà họ Trần cũng không truy cứu quá nhiều, càng không gây ra bất kỳ sóng gió nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ riêng tính nhẫn nhịn này đã vượt xa các thế gia khác. Tôi có cảm giác nhà họ Trần là thế gia lớn hiếm thấy ở vùng ngoài lãnh thổ, xét về thực lực, có lẽ đám hoàng tộc kia cũng chưa chắc địch lại nổi. Hắc Bá nói tiếp, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, cho dù cụ tổ nhà họ Trần còn sống hay không thì Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm. Ngược lại, lúc mọi người đến cổng nhà họ Trần, ai nấy đều sững sờ. Trước cửa không có một tên lính nào, mà chỉ có hai con sư tử đá. Trong mắt hai con sư tử đá dường như có một sức mạnh đáng sợ, ngay cả Lý Bạch và Tần Lương Ngọc đều hơi sững sờ. Hai con sư tử đá này sao lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy? Tần Lương Ngọc tự lẩm bẩm. Nơi này đã bị nhiễm khí tức đế vương ngàn năm, vì vậy hai con thú đá này đã không còn là vật vô tri nữa, mà ít nhiều cũng có chút linh khí. Hắc Bá giải thích. Chương 4873 vật vô tri vô giác bị nhiễm khí vận đế vương cũng sẽ mang theo chút uy nghiêm của đế vương, huống chi nó đã bị nhiễm hàng ngàn năm qua. Không ngờ khí vận đế vương của nhà họ Tiêu trước đây lại mạnh mẽ đến vậy. Lý Bạch cau mày nói. Nếu không phải Tiêu Diễn làm hỏng việc nước, thì Triều Tùy gần như không thể thống nhất Nam Bắc, dù sao Triều Nam vẫn còn sức mạnh, có thể nói, phương Bắc lúc bấy giờ đầy khổ hạnh. Nếu kéo dài thêm mấy chục năm nữa thì lúc Dương Kiên chết, Triều Tùy cũng chưa chắc đã thống nhất được thiên hạ. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, rồi đi về phía cửa nhà họ Trần. Đối với Tiêu Chính Văn, khí vận đế vương trên người hai con thú đá này quá yếu. Dù sao trên người Tiêu Chính Văn còn có kiếm Tần Vương. Hai thứ này vô cùng cách biệt. Lúc này, cụ tổ nhà họ Trần vẫn đang ngồi trong phòng sách, trên tay cầm quyển trúc cổ chăm chú đọc. Một vài thị nữ bên cạnh thỉnh thoảng lại bưng trà rót nước. Cụ tổ, Tiêu Chính Văn đến rồi. Một thị nữ tiến lên nhẹ nhàng bẩm báo. Ồ, nghe vậy, cụ ta nhìn ra ngoài sân. Tôi đã làm theo lời dặn của ngài, bảo Trần Huy Tổ đã ra tiếp đón. Thị nữ thận trọng nói. Cụ ta khẽ gật đầu nói, ừ, Tiêu Chính Văn này rốt cuộc thế nào? Thưa cụ cổ, nhìn anh ta không khác gì người bình thường, xuất thân cũng thấp, hả? Cụ ta đột nhiên trừng mắt, ánh mắt bừng lên. Cụ tổ tha mạng, thị nữ sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói, tôi mắt mù, không nhìn ra được thân phận của anh Tiêu, chỉ là anh ta mang lại cho người ta cảm giác quá bình thường, không giống người có xuất thân từ hào môn vọng tộc. Hơn nữa, lời nói cử chỉ của anh ta kém xa con cháu nhà họ Trần. Ừ, ông cụ gật đầu nói, việc gì cũng phải cẩn thận. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là nhân vật giết được Điền Kỵ. Mà Trần Phong trước đây chỉ có thể đánh hòa Điền Kỵ mà thôi. Trần Phong mà cụ ta nhắc đến chính là người nhà họ Trần luôn coi trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trần Huy Tổ luôn không được lòng người nhà họ Trần. So với Trần Phong, Trần Huy Tổ trước đây kém đến mức nhà họ Trần không muốn bồi dưỡng Trần Huy Tổ nữa. Trước khi gặp Tiêu Chính Văn, Trần Huy Tổ chỉ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 7, thực lực này gần như đứng bét trong đám thanh niên nhà họ Trần. Chương 4874 thậm chí ngay cả em trai của Trần Phong là Trần Chí cũng mạnh hơn Trần Huy Tổ gấp trăm lần. Cụ tổ, ngài muốn để Trần Huy Tổ toàn quyền tiếp đãi, hay là thị nữ ngẩng đầu nhìn ông cụ? Người đến là khách, cho dù là ăn mày, chỉ cần bước vào cửa nhà họ Trần thì đều nên tiếp đón tử tế. Ông cụ trầm giọng nói. Bây giờ Tiêu Chính Văn có thể nói là nhân vật tầm cỡ ở vùng ngoài lãnh thổ. Tình hình trước mắt ở chiến trường ngoài vũ trụ đang bất lợi, ngộ nhỡ thế lực vùng ngoài vũ trụ phá hỏng tiền tuyến, tiến vào vùng ngoài lãnh thổ thì nhà họ Trần khó mà thoát nạn.
Nói cách khác, quan hệ giữa nhà họ Trần và Tiêu Chính Văn bây giờ đã vô cùng chặt chẽ, cụ tổ nhà họ Trần đương nhiên sẽ không làm khó Tiêu Chính Văn. Cụ tổ, anh ta chỉ là một tên hậu bối trong giới thế tục mà thôi, bảo cậu Phong đi tiếp đãi anh ta cũng là nể mặt lắm rồi, sao ngài phải đích thân tới đó? Theo thị nữ thấy, tên nhãi như Tiêu Chính Văn sao có thể so sánh với nhân vật lớn như cụ tổ nhà họ Trần. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước gặp cụ tổ nhà họ Trần cũng phải nể nang vài phần, Tiêu Chính Văn tài giỏi đến đâu mà phải để cụ tổ đích thân đón tiếp. Hơn nữa, nhà họ Trần đã trở thành gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn có tư cách gì để ngồi cùng cụ tổ nhà họ Trần? Cô coi thường cậu ta quá rồi. Cậu ta là kẻ đã gây ra vô số sóng gió bên ngoài vùng ngoài lãnh thổ, cụ ta vừa nói vừa nở nụ cười khó lường. Thật ra cũng cần cụ tổ chiếu cố, nếu không, anh ta làm gì có tư cách được cụ tổ để ý đến, đúng không ạ? Thị nữ thấy cụ tổ mỉm cười nên vội vàng ninh nọt. Ồ, tôi tuổi đã cao, không thể so sánh với đám thanh niên nữa. Cụ ta đặt sách cổ xuống, nhấp một ngụm trà. Cùng lúc đó, trong sảnh chính ở sân trước của nhà họ Trần, Trần Huy Tổ đang phấn khích mời Tiêu Chính Văn ngồi. Mặc dù bây giờ ông ta đã rời khỏi đế khư, nhưng trái tim ông ta chưa từng rời khỏi Điện Thần Long. Đặc biệt là khi nghe tin Tử Cống hợp lực tấn công đế khư, Trần Huy Tổ đã rất lo lắng cho Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Cậu Tiêu, lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Nghe nói Tử Cống liên thủ với Kiếm Thánh tấn công đế khư, tôi rất lo cho mọi người. Bây giờ thấy mọi người đều bình an vô sự, tôi cũng yên tâm rồi. Trần Huy Tổ nhiệt tình ôm Lý Bạch. Hai, nguy hiểm thật, lúc Kiếm Thánh dẫn theo mấy con chó nhà họ Khổng đến đế khư cưỡng chế, sắp san bãng cả đế khư rồi. Nhưng vẫn may, lúc đó ông không tiểu ra quần đâu nhỉ. Trần Huy Tổ liếc nhìn Lý Bạch, bĩu môi nói. Nghe vậy, mọi người cùng bật cười. Hả, tôi nói này. Dù sao chúng ta cũng là bạn trăm năm rồi, ông nói vậy thật coi thường tôi quá. Vậy mà tôi còn nghĩ đến ông, mang cho ông hai vò rượu ngon. Vừa nói Lý Bạch vừa lấy hai vò rượu hảo hạng đưa cho Trần Huy Tổ. Chương 4875 ông Lý, thật không dám giấu, tôi đã cai rượu rồi. Trần Huy Tổ khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, cũng không cầm lấy hai vò rượu ngon mà Lý Bạch đưa. Cái gì, ông cai rượu sao? Lý Bạch nhìn Trần Huy Tổ. Người khác có thể cai rượu, nhưng Trần Huy Tổ chắc chắn không thể. Lúc trước, hai người họ đã dùng rượu trở thành bạn bè. Cai thật rồi, thứ trong vò rượu có thể không hợp với tôi. Trần Huy Tổ ngượng ngùng nói. Trần Huy Tổ, thời gian qua ông sống thế nào? Tân Lương Ngọc ngẩng đầu nhìn Trần Huy Tổ hỏi. Ừ, mọi chuyện đều ổn. Trần Huy Tổ sững sờ một lúc rồi mới ngập ngừng nói. Nhưng chỉ một câu chào của Tần Lương Ngọc đã khiến Trần Huy Tổ gần như sụp đổ. Thật ra trong thời gian qua, ông ta đã bị nhà họ Trần sỉ nhục, thậm chí ngay cả đám người làm trong nhà cũng dám ngồi lên đầu ông ta. Được rồi, mọi người ngồi đi, tôi bảo người đưa trà lên. Nói xong, Trần Huy Tổ vẫy tay ra hiệu cho thị nữ bên cạnh, sau đó vài thị nữ mang trà lên cho mấy người Tiêu Chính Văn. Cách đây không lâu, tôi nghe nói cậu Tiêu đã giết Điền Kỳ. Mọi người kể lại cho tôi nghe đi. Trần Huy Tổ đổi chủ đề, nói với mọi người. Trận chiến đó quả thực chấn động, ông không biết đó thôi, tên Điền Kỳ đó không phải là đối thủ của cậu Tiêu, ngay cả núi Long Vân suýt chút nữa cũng bị ném ra vùng ngoài vũ trụ. Nhưng ông đoán xem, chỉ một cú đấm của anh Tiêu đã, khu khụ. Lý Bạch nói được nửa chừng, ngoài cửa đã truyền đến vài tiếng ho khan, sau đó, một thị nữ đi vào sảnh lớn, nói với mọi người, cụ tổ đến. Thị nữ nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường, nhất là ánh mắt nhìn Trần Huy Tổ càng giống như cô ta mới là chủ trong cái nhà này, còn Trần Huy Tổ chỉ là một người giúp việc mà thôi. Hơn nữa trong mắt thị nữ, mấy người Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, không có tư cách sánh ngang với nhà họ Trần. Mấy người Lý Bạch nhìn nhau cũng đều quay lại chỗ ngồi. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà họ Trần, huống gì thân phận của cụ tổ rất cao. Ngay cả Hác Bá cũng phải nể mặt cụ ta. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó một ông lão nét mặt hồng hào sải bước đi vào sảnh lớn. Ông lão mặc một bộ đồ được làm từ bông, đầu đội khăn vuông, mặc dù tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, phong thái bất phàm. Chào cụ tổ,
Trần Huy Tổ vội đứng lên chào. Chương 4876 ông lão xua tay nhìn người trong sảnh lớn, đứng lên đi, không cần làm thế trước mặt bạn của cháu. Sau đó ông cụ sải bước đi đến vị trí chính giữa, quay đầu sang nhìn Tiêu Chính Văn bên cạnh nói, chắc vị này là Tiêu Chính Văn nổi danh đó nhỉ. Quả nhiên phong thái đỉnh đạc, anh hùng thiếu niên. Ông cụ quá khen, Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt đáp một câu. Hai, tôi đã tuổi này rồi, đã có hơn 100 năm chưa ra ngoài nên ít biết về những chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng tôi vẫn phải đại diện cho nhà họ Trần cảm ơn cậu Tiêu đã trả thù rửa nhục cho nhà họ Trần. Ông lão bình tĩnh nói. Ông cụ khách sáo rồi, dù sao Trần Huy Tổ là người của Điện Thần Long, cho dù là ai dám động đến người của Điện Thần Long thì đều là kẻ thù của tôi, những lời này của Tiêu Chính Văn đã như nói cạnh nói khóe rồi. Dĩ nhiên ông cụ nhà họ Trần cũng nghe ra được ám chỉ trong lời của Tiêu Chính Văn, khẽ cười nói, cậu Tiêu, thật ra cho dù trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm gì thì bây giờ tình thế đã không còn lạc quan nữa. Tôi tin chắc cậu Tiêu cũng đã nghe nói chiến trường ngoài vũ trụ đã không thể chống đỡ nữa, lúc này tôi và cậu hẳn là nên hợp sức với nhau. Một khi ngoài vũ trụ có sơ suất gì, tôi và cậu cũng chống đỡ được ngoài lãnh thổ, không đến nỗi bị các thế lực lớn ngoài vũ trụ nuốt chừng. Mặc dù nhà họ Trần rất ít khi tham dự vào việc tranh đấu giữa các thế lực ngoài lãnh thổ nhưng cũng nắm rõ hết mọi chuyện ở bên ngoài như lòng bàn tay. Gia tộc lớn như nhà họ Trần chắc chắn có tai mắt ở khắp nơi, thậm chí ngay cả chiến trường ngoài vũ trụ cũng có tai mắt của nhà họ Trần. Ố, tình hình ở chiến trường vũ trụ đã đến mức không còn lạc quan nữa rồi à, Viên Thiên Canh nhíu mày nói. Thật ra chiến trường ngoài vũ trụ đã mất đi tiên cơ vào mấy trăm năm trước. Chỉ dựa vào mấy người Bạch Khởi làm sao có thể chống đỡ được sự bao vây tấn công của nhiều thế lực ngoài vũ trụ đến thế. Hơn nữa đám người Điền Kỳ đều thông đồng với người ngoài vũ trụ, bây giờ ông ta và đám người Kiếm Thánh đã chết, vậy thì thế tấn công của chiến trường ngoài vũ trụ sẽ bị ngưng trệ. Thậm chí không chừng còn gặp nguy hiểm nữa. Cái gì, ngay cả ông cụ cũng biết mấy người kia thông đồng với vùng ngoài vũ trụ ư, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Nếu đã thế thì Thiên Đạo Minh Ước và quản lý cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ càng biết rõ mồn một, lẽ nào các bên ở ngoài lãnh thổ để mặc cho chúng ăn cây táo rào cây sung vậy sao? Chắc cậu Tiêu đang nghĩ tại sao Thiên Đạo Minh Ước và các bên ngoài lãnh thổ vẫn muốn dung túng cho chúng trong khi ngay cả tôi cũng biết rõ nội tình đúng không? Ông lão cười hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu. Chương 4877 thật ra, đại chiến mà, trong địch có ta, trong A có địch đều là chuyện hết sức bình thường. Cứ phải có một nguồn tin tức qua lại. Hơn nữa tin tức mà chúng cung cấp cho vùng ngoài vũ trụ có hạn, nếu chúng dám gây chuyện ở vùng ngoài lãnh thổ, Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ không tha cho chúng. Nói cách khác, chúng là gián điệp của hai bên, chẳng qua cái chết của chúng sẽ được vùng ngoài vũ trụ cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng. Những lời mà cụ tổ nhà họ Trần nói khiến mấy người Tiêu Chính Văn nhíu mày. Xem ra tình hình phức tạp hơn Tiêu Chính Văn nghĩ rất nhiều. Đại chiến giữa vùng ngoài vũ trụ và vùng ngoài lãnh thổ chắc không chỉ đánh hơn 2.000 năm, thậm chí có khả năng là hàng chục ngàn năm, hoặc hàng trăm ngàn năm. Chẳng qua sách sử lúc đó đã thất lạc rồi, bên thế tục mới không có một chút thông tin nào. Hoặc là những việc mà Sơn Hải Kinh của Hoa Quốc ghi chép lại chính là trận chiến thật xảy ra ở chiến trường vùng ngoài lãnh thổ thời xa xưa. Thật ra giết Điền Kỳ ngược lại sẽ trúng gian kế của người có lòng bất chính, dù sao Điền Kỳ cũng có độ nổi tiếng, từng hành động của ông ta đều bị mọi người nhìn thấy, có muốn giấu cũng không được. Nếu đổi thành một người không có tiếng tăm thì sẽ nguy hiểm cho vùng ngoài lãnh thổ nhiều. Ồ, hai vùng ngoài vũ trụ có nhiều gián điệp lẻn vào vùng ngoài lãnh thổ thế à, Tiêu Chính Văn hỏi. Dĩ nhiên trận chiến này đã gần hàng chục ngàn năm, Hồng Ấn chỉ là một người những người lẻn vào vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa ông A vào vùng ngoài lãnh thổ chưa đến 100 năm đã cấu kết với nhà họ Khổng. Đám người Tử Dư, Tử Cống đều nghe theo lệnh của ông ta. Thậm chí ngay cả con cháu Khổng Khưu cũng khá thân thiết với ông ta, đây chỉ là tầm ảnh hưởng của một người thôi đấy. Cụ tổ nhà họ Trần nói đến đây thì quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn hiểu rõ những lời ông ta nói, cái chết của Điền Kỳ là mở màn cho trận chiến kế tiếp. Có thể nói trận quyết đấu sống còn giữa địa cầu và vùng ngoài vũ trụ sắp bắt đầu. Nếu chiến tranh nổi lên, có lẽ vùng ngoài lãnh thổ sẽ có nội loạn, đến lúc đó trước sau đều có địch, không chỉ vùng ngoài lãnh thổ bị nguy hiểm mà ngay cả thế tục cũng không thể tránh được.
Năm đó sở dĩ đế Tuấn muốn lập ra thế giới ngoài lãnh thổ này là vì bảo vệ thế tục, nếu vùng ngoài lãnh thổ bị ngoài vũ trụ tấn công thì giới thế tục cũng gặp nguy. Tiêu Chính Văn châm tư một lúc rồi nói cách khác, thiên đạo minh ước vốn dĩ bảy bố vừa để Mặc Điền Kỳ và người nhà họ Khổng, vừa âm thầm cài người vào bên cạnh chúng. Chỉ đợi lúc các bên ngoài vũ trụ đánh vào ngoài lãnh thổ, trung tâm nở hoa, phải không? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Tiêu Chính Văn cũng hay thường dùng cách chiến đấu dụ địch này. Ha hai nghe thế ông lão ngửa mặt lên bật cười nói, quả nhiên cậu Tiêu mưu lược hơn người. Nhưng nếu cậu Tiêu đã nhìn được đến mức này, tại sao còn muốn đưa đám người họ vào chỗ chết? Chương 4878 gia chủ Trần, tôi có một việc không rõ, mong được chỉ bảo, không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Hắc Bá ở bên cạnh bỗng chen lời. Ông lão nhìn Hắc Bá gật đầu nói, mời Thái Bá nói. Nếu đã biết rõ là thế thì trước đó khi cậu Tiêu ra tay, tại sao thiên đạo minh ước không ra mặt ngăn cản, Hắc Bá khó hiểu hỏi. Phái người của chúng đã bị giết ở giữa đường, người nhà họ Khổng đâu thế ngồi không mặc kệ. Khắp thiên đạo minh ước đều có tai mắt của nhà họ Khổng, cậu nghĩ nhà họ Khổng không dám ra tay độc ác với người của thiên đạo minh ước sao? Vừa nghe thế ngay cả Hắc Bá cũng sửng sốt. Lẽ nào nhà họ Khổng đã quyết tâm đẩy vùng ngoài lãnh thổ vào hố lửa sao? Nhà họ Khổng vừa âm thầm giết người của thiên đạo minh ước vừa phân bố lực lượng tấn công vào Điện Thần Long. Chuyện này, chẳng phải là đã phạm phải đại kỵ của nhà võ rồi sao? Hắc Bá khó hiểu hỏi. Tấn công Điện Thần Long. Các cậu nghĩ nhà họ Khổng đều dồn hết tinh lực vào thế tục sao? Thật ra chúng chỉ muốn tiêu diệt ý niệm còn sót lại của Hạng Vũ thôi. Sau đó mượn tay Tiêu Chính Văn giết Kiếm Thánh và người của Vạn Kiếm Cốc, mượn đao giết người đó. Ông lão nói ra sự thật. Gì cơ, nghe thế lòng Hắc Bá trùng xuống. Thật ra, dù người âm phủ có đánh tới, cậu nghĩ với thế lực của nhà họ Khổng thì không thể làm gì được chúng sao? Cậu đừng quên có 3.000 đệ tử của Khổng Khưu, còn cậu mới gặp được mấy người, ông lão nói tiếp. Nghe đến đây Hắc Bá ngạc nhiên đến sửng sốt. Đúng như cụ tổ nhà họ Trần nói, 3.000 đệ tử của Khổng Khưu, nhưng kẻ gây rối ở ngoài lãnh thổ chỉ có đám người Tử Cống, những người khác thậm chí còn chưa lộ mặt. Mặc dù Tử Cống vẻ ngoài hung dữ nhưng trong đám đệ tử đó, thực lực của ông ta chỉ có thể được xem là cấp trung mà thôi, những cao thủ thật sự chưa từng ra tay. Điều này chứng tỏ nhà họ Khổng đang tính toán một ván cờ rất lớn. Vậy chiến trường ngoài vũ trụ thì sao? Hắc Bá bỗng nghĩ đến một khả năng khác. Thật ra bên đó đã bị các đệ tử dưới trướng của Khổng Khưu phong tỏa hoàn toàn, không ai biết được tình hình cụ thể bên đó thế nào, cũng không có ai có thể đột phá phong tỏa đó đi vào chiến trường vũ trụ. Nghe thế Hắc Bá hít một hơi khí lạnh, vậy chẳng phải có nghĩa là cả đứt đường lui của những người đang đánh giết ở chiến trường ngoài vũ trụ sao? Đúng thế, thế nên mới nói Điền Kỳ hay Tử Cống gì đó, dù chúng có gây chuyện đến lật trời hoặc bị ai giết đã không còn quan trọng nữa, cụ ổ nhà họ Trần bình thản nói. Nhưng nếu theo như ông nói thì tại sao thiên đạo minh ước lại mặc kệ cho nhà họ Khổng làm loạn? Dù sao từ góc độ nào đó, vùng ngoài lãnh thổ là địa bàn của thiên đạo minh ước, ai sẽ nhường địa bàn của mình cho người khác chứ? Chương 4879 dù sao thực lực của thiên đạo minh ước cũng ở đó, ngay cả Hạng Vũ cũng không thể thoát khỏi sự tàn độc của thiên đạo minh ước, mấy người nhà họ Khổng sao lại có thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo minh ước? Nói hay lắm! Thật ra thiên đạo minh ước không phải đang dung túng cho nhà họ Khổng, mà là họ không có lý do gì ra tay, vì vẫn còn phiền phức lớn hơn đang đợi thiên đạo minh ước giải quyết, cụ tổ nhà họ Trần nói ra điểm mấu chốt. Cái gì, phiền phức lớn hơn, nghe thế Hắc Bá nhíu chặt mày, trầm tư một lúc mới quay sang nói, rốt cuộc là người nào có thể khiêu chiến với thiên đạo minh ước. Dù là các thế ực ngoài vũ trụ cũng không thể trói buộc tay chân của thiên đạo minh ước ở ngoài lãnh thổ chứ. Hắc Bá vừa nói thế, ngay lập tức trong đầu ông ta xuất hiện một cái tên. Có thể nói người này là truyền thuyết của cả vùng ngoài lãnh thổ, cũng là truyền kỳ của cả thế giới. Lẽ nào ông ta đã nghiêng về bên ngoài vũ trụ rồi? Hắc Bá run giọng nói. Dĩ nhiên cụ tổ nhà họ Trần biết người mà ông ta nói là ai, thế nên Hắc Bá chưa nói tên người này ra. Ngoài ông ta ra thì còn ai có năng lực và lá gan lớn như thế, cụ tổ nhà họ Trần thở dài. Nhưng, chẳng phải người này vẫn luôn bảo vệ chiến trường ngoài vũ trụ sao? Nếu nói ngay cả ông ta cũng đứng về phía ngoài vũ trụ,
vậy chẳng phải ngoài lãnh thổ nguy hiểm trùng trùng à? Hắc Bá hoảng sợ hỏi. Thế nên mới nói tình hình hiện giờ vô cùng phức tạp, rất nhiều việc ngay cả nhà họ Trần tôi cũng không thăm dò được tin tức, càng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dạo gần đây, các thế lực ngoài lãnh thổ, nhất là đám lão già lánh đời nhiều năm, đều lần lượt xuất hiện, đây là tín hiệu bất thường, cụ tổ nhà họ Trần nói tiếp. Mặc dù ngoài lãnh thổ tạm thời không có biến động gì quá lớn, nhưng đây đã là dấu hiệu rồi. Không chừng nhân tài đó là bí ẩn mà ngoài vũ trụ bố trí ở ngoài lãnh thổ. Nhưng từ trước đến giờ ông ta đều xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận của Thiên Đạo Minh Ước, lợi ích gì mà có thể mua chuộc được ông ta vậy? Hắc Bá khó hiểu hỏi. Xét về địa vị, cả ngoài lãnh thổ có mấy ai có thể sánh ngang với ông ta? Nếu xét về thực lực, cả ngoài lãnh thổ ai mà không nể mặt ông ta, ngay cả người như Bạch Khởi cũng từng chỉ là một người hâm mộ của ông ta thôi. Nếu ngay cả người như thế cũng đứng về phía vùng ngoài vũ trụ thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nếu ông ta là người của Thiên Đạo Minh Ước thật thì sao Thiên Đạo Minh Ước lại phái người đuổi giết ông ta? Năm đó sở dĩ ông ta đến chiến trường ngoài vũ trụ còn chẳng phải là vì bị Thiên Đạo Minh Ước tập trung toàn bộ lực lượng đánh đuổi sao? Nhưng hiện giờ nói mấy chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa, dù sao chuyện này người này cũng không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp, tôi nghĩ lúc này cậu Tiêu cũng nên hiểu rõ tình cảnh của ngoài lãnh thổ. Chương 4880. Thế nên ý của tôi là tạo mối quan hệ với cậu Tiêu, cho dù nể mặt Trần Huy Tổ hay nể tình vùng ngoài lãnh thổ và thế tục cùng phía, tôi và cậu đều nên hợp sức đánh địch. Cụ tổ nhà họ Trần nói thẳng mục đích của mình. Trần Huy Tổ bên cạnh mấy lần muốn nói rồi thôi, những chuyện như vậy không phải là chuyện ông ta có thể nhiều chuyện. Đương nhiên là được, chỉ cần nhà họ Trần không ăn cây táo rào cây sung, mọi chuyện có thể thương lượng, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Được, cậu Tiêu đường xa đến đây, tôi đã chuẩn bị bữa tiệc mời khách. Nói rồi cụ tổ nhà họ Trần đứng lên nói với Tiêu Chính Văn, rất hân hạnh được đón tiếp cậu Tiêu. Cậu Tiêu, chỉ bằng ở lại ăn một bữa cơm rồi đi. Trần Huy Tổ cũng bước đến nói. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn Trần Huy Tổ, gật đầu nói, ừ. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, Trần Huy Tổ vui mừng không thôi. Dù sao Tiêu Chính Văn và người Điện Thần Long mới được xem là người nhà của ông ta, còn nhà họ Trần thì Trần Huy Tổ không muốn đưa ra phán xét gì nữa. Ông Trần, hôm nay tôi và ông không say không về, Lý Bạch nhìn bóng lưng cụ tổ nhà họ Trần, nhỏ giọng nói với Trần Huy Tổ. Lúc này ở bên chiến trường ngoài vũ trụ, Hồng Ấn chắp một tay ra sau lưng trầm giọng dặn dò bên dưới chuẩn bị hết mọi thứ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, vầng trăng chiếu xuống nhân gian, trong sân vườn nhà họ Trần đèn đuốc sáng choang. Trong phòng sách, vài thị nữ đang bưng trà rót rượu cho cụ tổ nhà họ Trần. Cụ tổ, lẽ nào nhà họ Trần chúng ta phải hợp sức với Tiêu Chính Văn thật sao? Dù sao nhà họ Trần có lai lịch khá lớn. Hơn nữa bây giờ cũng xem như là quản lý cấp cao trong cấp cao ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí từng thống lĩnh sự hưng thịnh, suy tàn của vô số thế lực lớn. Hàng ngàn năm nay lại chỉ có nhà họ Trần đứng vững không ngã. Điều này chứng tỏ đặc thù của nhà họ Trần và thế mạnh của họ. So ra thì Điện Thần Long chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ là một trong các thế lực mới được nhà họ Trần xem trọng. Chẳng qua là lợi dụng chúng thôi, bây giờ Điện Thần Long lớn mạnh. Vừa lúc có thể cho ta dùng, không cần phải trở mặt, ông lão lạnh lùng nói. Vậy tại sao cụ tổ còn muốn mời tiệc Tiêu Chính Văn? Thế này cũng nể mặt hắn quá đó, một thị nữ khác bất mãn nói. Nghe thế, cụ tổ nhà họ Trần vuốt râu cười nói, bây giờ sắp đến loạn thế, nhà họ Trần muốn có được lợi ích từ trong loạn thế thì phải mượn sức người khác mới được. Đúng rồi, sắp xếp chuyện bên ngoài vũ trụ thế nào rồi? Cụ tổ nhà họ Trần quay đầu sang hỏi. Chương 4881. Có là ai cũng không ngờ nhà họ Trần cũng có thông đồng với thế lực ngoài vũ trụ vào hơn 100 năm trước. Cậu chủ Phong đã đích thân đến đó rồi, thị nữ nhỏ giọng đáp. Cụ tổ nhà họ Trần gật đầu, Trần Phong trước giờ làm gì cũng thành thục, ông ta có thể yên tâm hoàn toàn. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì không lâu nữa bên phía ngoài vũ trụ sẽ đánh vào ngoài lãnh thổ như cụ ta nghĩ. Thậm chí tấn công vào thế tục. Còn bên Tiêu Chính Văn, có Trần Huy Tổ đi cùng, mọi người đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm. Thấy trái phải không ai để ý, Trần Huy Tổ mới hạ giọng nói, cậu Tiêu, nhà họ Trần không đơn giản đâu.
Tiêu Chính Văn gật đầu, tôi biết. Vậy chúng ta không cần phái người đến chiến trường ngoài vũ trụ sao? Trần Huy Tổ ngờ vực hỏi. Không cần nữa, chắc bây giờ phái người đến cũng tốn công vô ích, huống gì chỉ một hai người không thể ngăn được thế lực lớn của ngoài vũ trụ. Tiêu Chính Văn tự có tính toán riêng về chuyện này, thật ra Tiêu Chính Văn đã nhìn ra đám người kiếm thánh và điền kỵ có vấn đề rồi. Nhưng cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn ra tay giết họ. Dù sao trong Thiên Sơn Thư Lục cũng không phải không có ghi chép về vùng ngoài vũ trụ, đám người ngoài vũ trụ cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng từng xem thường Tiêu Chính Văn thì sao vùng ngoài vũ trụ lại coi trọng Tiêu Chính Văn được chứ? Hai người nói chuyện thêm một lúc thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Thật ra mọi người đều biết rõ thế cục trước mắt, vì vậy cả bữa tiệc đều sóng yên biển lặng. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, trước khi dẫn theo một đám người rời đi, Tiêu Chính Văn mới quay lại nói, ông Trần, tôi biết nhà họ Trần có thế lực sâu rộng, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Trần Huy Tổ là người của Điện Thần Long chúng tôi một ngày, thì mãi mãi sẽ là anh em của Tiêu Chính Văn tôi. Không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy, ý tứ trong lời nói của Tiêu Chính Văn rất rõ ràng, đó là cảnh cáo nhà họ Trần phải chăm sóc cho Trần Huy Tổ thật tốt, hơn nữa còn đang uy hiếp cụ tổ nhà họ Trần. Anh, thị nữ bên cạnh còn chưa kịp nói xong. Cụ tổ nhà họ Trần đã phất tay ngắt lời, cậu Tiêu yên tâm, Trần Huy Tổ không chỉ là bạn của cậu Tiêu, mà còn là con cháu của nhà họ Trần chúng tôi. Chuyện gia đình nhà họ Trần không phiền cậu Tiêu phải nhọc lòng. Giọng điệu của cụ tổ nhà họ Trần vô cùng bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào. Ngay cả thị nữ bên cạnh cũng ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là địa bàn của nhà họ Trần, Tiêu Chính Văn lại dám uy hiếp cụ tổ trước mặt mọi người nhà họ Trần. Việc này chứng tỏ không coi nhà họ Trần ra gì. Chương 4882 vậy mà cụ tổ lại có thể dễ dàng bỏ qua sao? Được, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, tạm biệt. Tiêu Chính Văn cười nhạt, chắp tay chào cụ tổ nhà họ Trần. Cụ tổ nhà họ Trần có nghe lời cảnh cáo của Tiêu Chính Văn hay không cũng không liên quan gì đến anh. Sau khi đoàn người của Tiêu Chính Văn rời đi, Trần Huy Tổ vừa quay người lại. Thị nữ phía sau ông ta trừng mắt tức giận quát, còn không mau cút ra nhà sau. Ông có tư cách gì mà ngồi cùng bàn với cụ tổ? Tiêu Chính Văn vừa rời đi, bầu không khí đã khác hoàn toàn. Trần Huy Tổ chỉ ngẩng đầu nhìn thị nữ, khẽ nghiến răng, nhưng không hề phản bác, chậm rãi đi về phía nhà sau. Sao thế, gặp mấy tên hậu bối xong thì quên hết quy tắc rồi hả? Trần Huy Tổ còn chưa bước vào cửa, tiếng quát tháo của thị nữ lại vang lên. Trần Huy Tổ dừng bước, kìm nén cơn tức giận, quay đầu nhìn thị nữ. Sao thế, thị nữ trừng mắt, tiến lên một bước. Trần Huy Tổ biết sai rồi. Cuối cùng, Trần Huy Tổ chỉ đành cúi đầu, chắp tay với thị nữ, sau đó cúi người chào cụ tổ nhà họ Trần. Cụ tổ nhà họ Trần nhìn chằm chằm Trần Huy Tổ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, đi nghỉ ngơi đi. Nghe cụ tổ nói vậy, Trần Huy Tổ mới dám đứng dậy rời đi. Nhớ cho kỹ. Thân là người nhà họ Trần thì phải tuân thủ quy tắc. Hơn nữa, ông phải hiểu thân phận của mình là gì. Ông không phải cậu chủ nhà họ Trần. Giọng nói lạnh lùng của thị nữ vang lên phía sau Trần Huy Tổ. Trần Huy Tổ kìm nén cơn giận, bước nhanh vào nhà. Cụ tổ, tên Trần Huy Tổ này thật hỗn láo. Tôi thấy đám người Tiêu Chính Văn dạy hư ông ta rồi. Thị nữ nhìn theo bóng lưng Trần Huy Tổ, lạnh lùng mắng chửi. Đây đều là chuyện vặt vãnh, hơn nữa, cậu ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Cụ tổ nhà họ Trần nói xong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Nếu không phải cụ tổ ngăn cản thì tôi phải khiến ông ta nhớ kỹ, nhà họ Trần chúng ta sao có thể dung túng cho một kẻ ngỗ ngược như vậy. Trong đám người làm nhà họ Trần, thị nữ bên cạnh cụ tổ có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng dù sao đi nữa, cô ta đối như với Trần Huy Tổ như vậy cũng thật quá đáng. Nhưng cụ tổ và đám người nhà họ Trần không ai đứng lên nói một câu công bằng cho Trần Huy Tổ, thậm chí trong mắt bọn họ, đây là điều đương nhiên. Ít nhất bây giờ, chúng ta vẫn phải để nó sống thật tốt, nếu không có nó, miếng thịt béo bở như Điện Thần Long sẽ rơi vào miệng người khác. Cụ tổ nhà họ Trần chế nhạo. Ồ, thị nữ khó hiểu hỏi, chúng ta vừa tạo mối quan hệ với giới thế tục, cụ tổ đã có kế hoạch gì rồi sao? Ha ha! Cụ tổ vuốt râu cười nói, cô thật sự cho rằng tôi chỉ mời đám người Tiêu Chính Văn đến đây đi dạo thôi sao?
thật ra tôi đang muốn nhân cơ hội này xem thử thái độ của Tiêu Chính Văn. Chương 4883 bây giờ, Trần Huy Tổ đã là một quân bài trong tay tôi. Chỉ cần có quân bài này, Điện Thần Long sẽ do chúng ta điều khiển. Cho dù thế lực ở vùng ngoài vũ trụ đánh tới đây, có Điện Thần Long trong tay cũng sẽ khiến nhà họ Trần chúng ta thêm tư cách thương lượng. Đây cũng là lý do vừa rồi nghe những lời đe dọa của Tiêu Chính Văn rất rõ ràng, nhưng cụ tổ nhà họ Trần không phản bác lại ngay. Đối với những người có cấp bậc như bọn họ, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, còn thể diện hay hư danh gì đó không còn quan trọng nữa. Càng không thể vì vài lời đe dọa mà hủy hoại lợi ích sau này. Đúng như thị nữ nói, trong mắt cụ tổ nhà họ Trần, cả Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long chỉ là một đám quê mùa ngỗ ngược mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn càng lộ vẻ sắc sảo thì ngược lại càng cho thấy sự nông nổi, càng dễ bị nhà họ Trần uy hiếp. Dù sao thì đối phó với một tên vui mừng lộ rõ trên mặt còn dễ hơn đối phó với người hỉ nộ vô thường, điềm tĩnh như nước. Sau khi đoàn người của Tiêu Chính Văn đi được một đoạn đường dài, sắc mặt của Tần Lương Ngọc và Lý Bạch chợt xa sầm. Nhìn thoáng qua bọn họ đã biết thời gian qua Trần Huy Tổ sống trong nhà họ Trần như thế nào. Chẳng qua là vì Tiêu Chính Văn ngăn cản, cho nên mới không vạch trần chuyện này. Đặc biệt là Lý Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu Tiêu, Trần Huy Tổ rất thích uống rượu, sao có thể bỏ rượu được chứ? Rõ ràng là bị nhà họ Trần, đương nhiên là tôi biết. Tiêu Chính Văn cắt ngang lời Lý Bạch. Suốt thời gian qua, có loại người nào mà Tiêu Chính Văn chưa từng gặp? Trình độ quan sát vẻ mặt của người khác đương nhiên là hơn hẳn Lý Bạch. Nhưng càng như vậy, Tiêu Chính Văn càng phải nhẫn nhịn, nếu không, Trần Huy Tổ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Cậu Tiêu, nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không đưa ông ta đi cùng luôn? Tôi rất lo sau khi chúng ta rời đi, Trần Huy Tổ sẽ gặp nguy hiểm. Lý Bạch cũng lo lắng nói. Trong số bọn họ, tình bạn giữa Lý Bạch và Trần Huy Tổ là sâu nặng nhất. Vì vậy, khi thấy tình hình bây giờ của Trần Huy Tổ, Lý Bạch càng lo lắng hơn, nóng lòng muốn dẫn ông ta ra khỏi hang cọp ngay lập tức. Nếu ông ta thật sự muốn đi thì không ai có thể ngăn cản ông ta. Nếu ông ta đã không muốn đi thì chứng tỏ ông ta đã có kế hoạch của riêng mình, Tiêu Chính Văn nói. Thực ra Tiêu Chính Văn cũng biết sở dĩ Trần Huy Tổ không muốn rời khỏi nhà họ Trần là để lấy lại những thứ vốn nên thuộc về mình. Ban đầu, lúc nhà họ Trần bị tiêu diệt, cả gia đình già trẻ lớn bé đều bị giết gần hết. Lúc đó, Trần Huy Tổ đã cầu cứu nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần lại thờ ơ, có thể nói, từ lúc đó, trong lòng Trần Huy Tổ đã hoàn toàn xóa bỏ nhà họ Trần. Chương 4884 Trần Huy Tổ vẫn cố chấp quay về nhà họ Trần, vậy thì đương nhiên phải có ý đồ gì đó. Nhưng điều Tiêu Chính Văn lo lắng nhất chính là ý đồ của Trần Huy Tổ đã bị cụ tổ nhà họ Trần nhìn thấu từ lâu rồi. Xét về thủ đoạn, 10 Trần Huy Tổ cũng không phải là đối thủ của cụ tổ nhà họ Trần. Chung quy lại, Trần Huy Tổ rất khó chiếm được chút lợi ích gì từ nhà họ Trần. Vì vậy, trước khi rời đi, Tiêu Chính Văn mới nói những lời này với cụ tổ nhà họ Trần, hơn nữa còn âm thầm bày trận pháp trong nhà họ Trần. Chỉ cần Trần Huy Tổ xảy ra chuyện gì, Tiêu Chính Văn sẽ cảm nhận được ngay. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn cũng định nhân cơ hội này để tăng thêm kinh nghiệm cho Trần Huy Tổ. Mặc dù tuổi thật của Trần Huy Tổ lớn hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều, nhưng tính cách của ông ta vẫn như một đứa trẻ. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng đông nam. Ánh trăng tản mạn khắp nơi, nhưng ánh trăng lúc này lại hơi dị thường, ánh trăng vốn rất sáng, nhưng chắc chắn không thể sáng như vậy được, nhưng ánh trăng đêm nay lại vô cùng chói mắt. Lúc này, trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ, các vì sao trên trời trở nên mờ mịt, thậm chí còn không có nổi một tia ánh trăng, nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối vô tận. Hồng Ấn kiêu hãnh đứng dưới bầu trời đêm, đôi mắt như xuyên qua bóng tối vô tận trước mắt, nhìn thẳng vào đầu bên kia của vũ trụ. Phía đối diện cách đó hàng chục ngàn cây số chính là vùng ngoài vũ trụ. Thật ra đây chỉ là cách gọi của vũ trụ này với nó, vùng ngoài vũ trụ có tên là Chư Thiên Thần Giới. Mặc dù cũng thuộc vũ trụ này nhưng nó ở một chiều không gian khác với địa cầu, cũng chính là vũ trụ song song mà người ta thường gọi. Thứ mà vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn bảo vệ chính là kết giới tự nhiên với vũ trụ song song, chỉ cần kết giới tự nhiên này bị phá vỡ thì Chư Thiên Thần Giới có thể bước vào chiều không gian này mà không bị ngăn cản.
đến lúc đó không chỉ vùng ngoài lãnh thổ bị ảnh hưởng mà ngay cả thế tục cũng sẽ bị chư thiên thần giới khống chế. Mà hiện giờ các chư thiên thần giới liên tục thắng lợi trên chiến trường vũ trụ, kết giới đó đã trở nên mỏng hơn. Lúc này không chỉ Hồng Ấn đang nhìn chằm chằm kết giới đó, mà một người cực kỳ đáng sợ bên cạnh ông ta cũng đang nhìn chằm chằm kết giới. Bóng người kia như ẩn như hiện, xung quanh đều bao phủ bởi vầng sáng màu đen, cả người như chìm trong bóng tối vô tận, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu thi thoảng lóe lên tia sắc bén. Người này chính là Tử Sản, người có thực lực cao hơn đám người Tử Cống và Tử Hằng, là một trong 3.000 đệ tử của Khổng Khưu. Chương 4885 trái ngược hoàn toàn với ông ta chính là Hồng Ấn. Chỉ thấy xung quanh ông ta lấp lóe ánh sáng màu bạc, thay thế cho vì sao đầy trời, đứng kiêu ngạo trong thế gian như thể tiên giáng trần. Ở đầu bên kia kết giới, một thanh kiếm màu đen đang phóng tới. Khoảnh khắc thanh kiếm màu đen cổ kính kia xuyên qua không trung, không khí xung quanh suýt nữa bị cảm giác áp bức cực lớn đè ép. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh cực lớn vang lên, thân kiếm đen tuyền đâm vào kết giới, một nửa thân kiếm đã kết hợp hai bên kết giới thành một thể. Cùng lúc đó Tử Sản bỗng đánh một đòn ra. Sức mạnh của cú đấm này mạnh như biển, chỉ một cú thôi đã khiến kết giới nứt ra từng tấc. Nhân cơ hội này, Hồng Ấn cũng chém một kiếm. Xoẹt xoẹt, lại một âm thanh trời đất sụp đổ vang lên. Cả bầu trời vùng ngoài lãnh thổ đều vang lên âm thanh rầm rầm như thể cả vũ trụ đều sắp sụp đổ. Bên thế tục thì sấm sét kêu vang, thậm chí trong mùa đông giá lạnh mà lại có mưa to gió lớn. Vô số núi lửa bỗng chốc phun trào, biển cũng phát ra từng tiếng gầm gừ. Trong lãnh thổ Vi Hào, 16 ngọn núi lửa phun trào cùng lúc, nham thạch cao đến hàng ngàn mét như nhấn chìm hơn nửa đất nước. Mọi người còn đang trong mộng chưa tỉnh, sóng lớn cao hàng ngàn mét nhấn chìm toàn bộ hòn đảo trong cơn sóng thần vô tình. Tình hình ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không tốt hơn giới thế tục là bao, cho dù là đông vực hay hai vực khác, bầu trời cũng rạn nứt từng chút, thanh kiếm đen tuyền hiện ra. Mọi người đều thấy rõ thanh kiếm đó, cảm giác trời đất sụp đổ cũng cực kỳ rõ ràng. Lúc này cả thế giới, dù là thế tục hay vùng ngoài lãnh thổ, mọi người cũng đều ngây ngốc nhìn bầu trời. Thiên tử Hoa Quốc sải bước đi đến tầng trên cùng của thiên tử các, lo lắng nhìn bầu trời đêm đen kịt, thời tiết đêm nay hơi lạ. Thiên tử, có lẽ là bên chiến trường vùng ngoài vũ trụ của vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện sự cố gì chăng? Tần Vũ vươn tay lấy một chiếc áo khoác choàng lên người thiên tử. Chiến trường vùng ngoài lãnh thổ không thể có chuyện, theo tôi được biết, các bộ vùng ngoài vũ trụ lúc nào cũng muốn tiêu diệt thế tục, không biết tai ương này lúc nào mới có thể bình yên. Tần Vũ cũng vô cùng lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ở đầu bên kia của địa cầu, phố eo của đất nước xinh đẹp, thậm chí là tòa nhà năm góc cũng bị mưa sao băng đập trúng. Mỗi một ngôi sao băng rơi xuống sẽ tạo ra biển lửa, từng âm thanh cực lớn vang lên, đều có rất nhiều sinh linh chết trong thiên tai đột ngột này. Chương 4886 thế tục như thế, âm phủ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, trời đất đều chấn động, các hiện tượng thiên nhiên đột nhiên xuất hiện. Ngay cả thành Uông Tử rung chuyển và đổ nát trong sự rung lắc. Sao lại như thế? Hiện tượng thiên nhiên có biến? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc không phải bên thế tục có biến chứ? Không thể nào, dù cao thủ vùng ngoài lãnh thổ có quay lại cũng không thể gây ra ảnh hưởng lớn như thế. Lúc này cả thế giới đều rơi vào trong nỗi sợ cực độ. Mọi người đều trong trạng thái lo lắng, vô lực nhìn bầu trời. Thanh kiếm đó quét ngang trên bầu trời như một ngọn núi lớn đè trong lòng mọi người. Hồng Ấn cũng tung ra một đòn tấn công hết lực vào ngay lúc này. Kết giới đó lại xuất hiện vô số vết nứt, thoáng chốc cả thế giới xuất hiện hiện tượng mưa kèm theo sấm chớp. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều sao băng đột ngột thay đổi đường rơi, bay thẳng về phía địa cầu. Sao băng rơi xuống, cả trời vực đều sụp đổ như đã đến ngày tận thế. Đúng lúc này một đại lục trôi trong vũ trụ bỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm chớp vang lên, đại lục đó chen vào bầu trời, thậm chí còn để lộ ra một góc núi băng. Chỉ thấy trên đại lục đó có gác lầu, mái chòi, vừa cổ kính vừa đơn sơ, đại điện bao quanh sáng lấp lánh. Rất nhiều ngôi sao rơi xuống như thác nước, khí thế cực kỳ tráng lệ. Nhìn xung quanh, núi nối liền núi không nhìn thấy điểm cuối. Cũng ngay lúc này, mọi người nhìn thấy rõ diện mạo của đại lục đó.
Đây chính là Phong Lục trong Sơn Hải Kinh đã nói. Cùng lúc đó từng tiếng lạc vang lên từ trên đại lục đó, với uy lực khá mạnh khiến nhiều người cảm thấy kính sợ, thậm chí vài người ý chí yếu đã quỳ rạp xuống đất. Sau đó thanh kiếm màu đen đó xé toạc bầu trời, chém về phía mặt trời. Một kiếm này chấn động trời đất, thậm chí có uy lực bàn cổ khai thiên. Vô số ngôi sao ở những nơi kiếm quang chiếu đến đều rơi xuống. Muốn chém mặt trời thiêu đốt bằng một thanh kiếm ư, giống như trong Sơn Hải Kinh nói, khi một người đủ lớn mạnh thì có thể bắn mặt trời, thậm chí có thể chém mặt trời bằng một nhát kiếm. Hồng Ấn dần thu lại tầm mắt từ thanh kiếm kia, sau đó lại nhìn sang một người đàn ông trẻ tuổi ở bên kia kết giới. Người này mặc bộ đồ trắng, một tay chắp ra sau lưng, kiêu ngạo đứng đó. Gã chính là đệ tử của Ngọc Kiếm Thiên Quân Dạ Mặc Thiên. Chương 4887 tương truyền người này từng đạt được thành tựu xuất sắc ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, trở thành một nhân vật truyền kỳ trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ ở vùng ngoài lãnh thổ. Hôm nay trong những người cùng đến phá vỡ kết giới hàng chục ngàn năm ngăn cản chư thiên thần giới có gã. Những nơi kiếm quang chỉ đến đều bị tàn phá, thậm chí không bao lâu đã cách mặt trời trong gang tấc. Trận pháp hoặc thuật pháp thông thường không đạt đến cấp bậc này, càng không thể chỉ vào mặt trời trong tích tắc. Rầm, một nhát kiếm này tung ra, bầu trời đen kịt lập tức được chiếu sáng, từng tia nắng chiếu xuống. Mặc dù kiếm này của gã chưa loại bỏ được mặt trời nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Bên cạnh gã còn một người đàn ông mặc đồ trắng, kiêu ngạo đứng trên ngôi sao, ánh sáng xung quanh vô cùng chói mắt như thể thiên tiên chỉ có trong thần thoại. Trong tay hắn là một cây giáo màu bạc chói sáng, khí thế cực kỳ uy nghiêm càng khiến mọi người rùng mình. Cảnh tượng đáng sợ này ghi sâu vào trong lòng mỗi người, cũng lúc này chư thiên thần giới chính thức rơi xuống địa cầu. Khí thế bức người đó quá mức đáng sợ, thậm chí không ít những ông lão ở vùng ngoài lãnh thổ đều nhìn lên bầu trời rồi bất lực thở dài. Nhất là một kiếm vô song lúc này càng để lại ám ảnh không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người. Cùng lúc đó bầu trời đế khư cũng xuất hiện sự khác thường. Sấm sét màu tím cuồn cuộn liên tục đánh vào xung quanh đế khư. Cậu Tiêu, Tần Lương Ngọc bỗng giật mình tỉnh lại, lập tức chạy đến phòng Tiêu Chính Văn, hoảng hốt gọi. Không chỉ có Tần Lương Ngọc bị kinh động, ngay cả mấy người Long Nguyệt và Long Hình cũng cảm nhận được sự khác thường của hiện tượng thiên nhiên, hơn nữa áp lực cái thế đó còn ngày càng mãnh liệt hơn. Khi áp lực cái thế đó tiến tới, cả địa cầu cũng chấn động theo, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp đan xen chẳng chịt, vô số tia sét cực lớn cứ thế giáng thẳng xuống mặt đất. Nếu như không phải đế khư đã khởi động trận pháp bảo vệ thì e rằng ngay cả đế khư cũng khó mà bảo toàn. Từng luồng sấm sét giáng thẳng lên trên trận pháp bảo vệ, ngay cả đỉnh đại vũ cũng phát ra những tiếng vang chấn động. Xuất hiện hiện tượng thời tiết khủng bố như vậy tuyệt đối đủ để chấn động cả vùng ngoài lãnh thổ. Một khi bức chắn thiên nhiên bị chư thiên thần giới công phá, vậy thì đối với địa cầu mà nói chính là tai họa có tính hủy diệt. Thế nhưng lúc này, một góc của chư thiên thần giới đã vượt qua bức chắn thiên nhiên để tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí người ở vùng ngoài lãnh thổ đã có thể nhìn thấy đại lục kia trải ngang trên hư không. Chương 4888 lúc này, dù là hoàng tộc hay là thế gia bình thường, dù là đám người của nước Ngụy và nước Triệu cũng đều đang lo sợ bất an. Có thể nói, lúc này ai ai cũng tự cảm thấy nguy. Vùng ngoài lãnh thổ đã đối kháng với chư thiên thần giới hàng chục nghìn năm nhưng lúc này lại bị đối phương tấn công vào vùng ngoài lãnh thổ, điều đó chỉ có thể nói lên rằng tiền tuyến đã vỡ trận luôn. Nếu như những tên quái vật lâu năm ở thời kỳ thượng cổ này xuất hiện sớm hơn một chút thì có lẽ vùng ngoài lãnh thổ còn có thể đọ sức, nhưng nếu như bọn họ cứ chần chừ mãi không ra mặt, vậy thì kết quả sẽ là vùng ngoài lãnh thổ bị chư thiên thần giới đuổi cùng giết tận. Lúc này, những lão quái vật đã ẩn thế mấy nghìn năm, thậm chí là hàng chục nghìn năm gần như đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Khi một ánh hào quang màu bạc rọi xuống, trên mặt đất cũng dâng lên một bức phách màu xanh, đây gần như là sự đối kháng cuối cùng của địa cầu. Ngay sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, hai luồng khí tức lao thẳng vào nhau, khí tượng đất trời cũng biến đổi chỉ trong nháy mắt. Giống như cả thế giới đều sẽ sụp đổ ở giây tiếp theo vậy. Vô số ngọn núi lớn đồng loạt sụp đổ, vô số con sông đều dâng lên những con sóng cao vạn trượng, trên mặt biển càng dao động dữ dội hơn. Vô số ngọn núi lửa gần như đều bừng tỉnh cùng một lúc, ánh lửa ngút trời trải dài vạn dặm,
vô số chốn bồng lai khi trước lúc này đều hóa thành biển lửa. Hồng Ấn cao ngạo đứng giữa khoảng trời, lạnh lùng nhìn về phía thế giới bên ngoài. Cùng với một tiếng gầm khẽ của ông ta, vô số ánh hào quang màu bạc đồng loạt tập trung vào trong cơ thể của ông ta. Vào khoảnh khắc những tia sáng màu bạc này hòa vào trong cơ thể của Hồng Ấn, một luồng khí tức bị áp chế mấy trăm năm đột nhiên bộc phát. Khoảnh khắc này, Hồng Ấn giống như hóa thành người khác, khí tức khắp người dâng lên vài lần, thực lực cũng liên tiếp dâng lên theo. Người đó là Hồng Ấn sao? Lẽ nào ông ta vẫn luôn giấu tài? Không thể nào, Hồng Ấn tuyệt đối không thể che giấu thực lực. Hoặc là nói, sau khi ông ta tới địa cầu đã bị thứ gì đó áp chế. Không chỉ có những người khác đều đang bàn tán xôn xao, ngay cả hai người Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ cũng đưa ánh mắt về phía Hồng Ấn đang đứng cách đó cả vạn dặm. Tướng quân Long, lẽ nào người này vẫn luôn giấu tài sao? Ngụy Vinh Kỳ nhíu chặt chân mày nói. Trước đây Hồng Ấn đã đủ khủng bố rồi, ở trong mắt hắn, tiềm lực của Hồng Ấn không hề thua kém Tiêu Chính Văn. Mà bây giờ, ông ta đã có ưu thế vượt qua cả Tiêu Chính Văn rồi. Long Cổ nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, xem ra lời đồn quả nhiên không sai, hơn 100 năm trước đã có người từng dự đoán người này tới một ngày nào đó chắc chắn sẽ trở thành một mối đại họa cho vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4889 không ngờ lại ứng nghiệm nhanh tới thế. Ồ, ông ta sẽ trở thành một mối đại họa của vùng ngoài lãnh thổ sao? Vậy thì lúc đó tại sao không trừ khử ông ta luôn đi, Ngụy Vinh Kỳ nói với vẻ cực kỳ khó hiểu. Lúc này, khí tức của Hồng Ấn đã áp chế cả đất trời, để cho người giống như vậy ở lại vùng ngoài lãnh thổ thì sao có thể không xảy ra biến cố? Ông ta là người kế thừa của thế lực một phương ở vùng ngoài vũ trụ, hoặc cũng có thể nói là người thống trị đất trời một phương, muốn giết ông ta cũng đâu dễ dàng như thế. Và lại, bên trong lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ cũng có không ít kẻ phản đồ, bọn họ đã đạt được một liên minh lợi ích gì đó với Hồng Ấn từ lâu, muốn giết Hồng Ấn thì ngay cả cửa ải của bọn họ cũng không thể vượt qua một cách dễ dàng. Chỉ đáng tiếc là vùng ngoài lãnh thổ chúng ta căn bản không tìm ra được bất cứ người nào có thể sánh ngang vai với ông ta, không chỉ là thế hệ thanh niên, ngay cả những ông già như chúng tôi cũng chẳng có ai so bì được với ông ta. Long Cổ bất lực thở dài một tiếng, nói. Lời của ông ta tuyệt đối không phải là để đe dọa, nếu như không phải vì lúc Đế Tuấn còn sống đã ra cố bức phách thiên nhiên đó, ngăn cản quá nửa đại quân của vùng ngoài vũ trụ thì e rằng vùng ngoài lãnh thổ đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Mà năm đó Cơ Phát vì mưu đồ cá nhân mà âm thầm tính kế với Đế Tuấn, chưa nói tới việc khiến cho Đế Tuấn phải bỏ mạng khi còn quá trẻ, sau khi Đế Tuấn chết, những cường giả từng đi theo Đế Tuấn cũng đồng loạt ẩn thế. Từ đó, cũng không còn ai nhắc tới bức phách của chiến trường vùng ngoài vũ trụ nữa. Nếu không thì chư thiên thần giới căn bản không thể công phá vách chắn, đánh giết vào vùng ngoài lãnh thổ. Hồ Tinh Huyết đã chuẩn bị xong tinh huyết của 900 bé trai và 900 bé gái cho cậu rồi, chỉ đợi cậu hấp thu và mau chóng nâng cao thực lực mà thôi, Long Cổ bình thản nói. Cái gì, 900 bé trai, 900 bé gái, Ngụy Vinh Kỳ không khỏi kinh ngạc. Không sai, mặc dù bọn chúng đều là con dân của Đại Ngụy chúng ta, thế nhưng cũng chính vì như vậy nên bọn chúng đương nhiên phải hy sinh bản thân vì tương lai của Đại Ngụy. Dẫu sao loạn thế cũng sắp sửa ập tới. Nếu như cậu không mau chóng nâng cao thực lực thì nước Ngụy sẽ rơi vào thế bị động mất thôi. Long Cổ quay đầu nói với Ngụy Vinh Kỳ. Cho dù thực lực của Long Cổ có mạnh tới đâu thì cũng chẳng thể so bì với bốn cậu chủ của chiến quốc. Ngụy Vinh Kỳ chỉ là cảnh giới còn thấp chứ không phải thiên phú không đủ. So với Long Cổ, Ngụy Vinh Kỳ chỉ cần có được thời cơ thích hợp thì tốc độ tiến bộ sẽ còn vượt xa cả Long Cổ. Ừ, đáng tiếc cho những đứa trẻ đó. Bọn chúng dẫu sao cũng là con dân của Đại Ngụy chúng ta. Ngụy Vinh Kỳ siết chặt tay thành nắm đấm. Năm đó, lúc Thủy Hoàng Đế quét sạch Lục Hợp, Ngụy Vinh Kỳ từng thống lĩnh quân Ngụy liều mạng đối kháng. Chương 4890 thế nhưng tới cuối cùng thì vẫn vì dân số của nước Ngụy quá ít, không có nguồn cung cấp binh lính, cuối cùng ít khó địch nhiều, bị quân Tần bao vây chật kín, dưới tình thế bắt buộc, Ngụy Vinh Kỳ chỉ đành bỏ lại tướng sĩ nước Ngụy mà chạy tới vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ lại bảo hắn dùng tinh huyết của trẻ con để nâng cao thực lực, trong lòng Ngụy Vinh Kỳ thật sự giống như bị dao cứa. Người làm việc lớn không bận tâm tới tiểu tiết, chỉ cần có thể bảo vệ được cho nước Ngụy, máu của những đứa trẻ đó cũng chẳng chảy vô ích. Nếu như nước Ngụy thất thủ, vậy thì hàng triệu sinh linh sẽ rơi vào cảnh lầm than.
Ngụy Vinh Kỳ cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhìn thấy trận quyết đấu cuối cùng giữa vùng ngoài lãnh thổ và chư thiên thần giới sắp sửa diễn ra, hắn cũng không bận tâm được nhiều như vậy nữa, nâng cao thực lực của bản thân trước mới là vương đạo. Khi vô số ánh hào quang màu bạc rọi xuống, chân dạ ma thiên đạp trên hư không, tay cầm kiếm dài bay thẳng về phía vùng ngoài lãnh thổ. Mục tiêu của gã chính là nhà họ Khổng ở Đông Vực. Lúc này, hàng loạt thánh đồ của nhà họ Khổng đã đồng loạt ra mặt, từng luồng sáng màu vàng chiếu sáng vạn dặm, vô số thiên quyển được triển khai giữa không trung, bảo vệ lấy miếu viện của nhà họ Khổng. Thế nhưng vào khoảnh khắc nhà họ Khổng dồn toàn lực tự bảo vệ mình, âm phủ đã chiếm cứ được hàng chục tòa thành lớn ở phía bắc thành Đại Phong, thêm một bước thu hẹp phạm vi thế lực của nhà họ Khổng. Đây có thể nói là kết cục thảm hại mà nhà họ Khổng tự mình chuốc lấy. Nếu như không có Tử Sản tương trợ, chỉ với sức mạnh của một mình Hồng Ấn thì căn bản chẳng thể vượt qua được vách chắn, chư thiên thần giới càng không thể phá được vách chắn mà tiến thẳng vào vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này, Tử Sản tiến một bước lên thẳng hư không, đứng đối diện với Dạ Ma Thiên. Đầu hàng sẽ được miễn tội chết. Dạ Ma Thiên chắp một tay sau lưng, khí thế như bậc quân lâm trong thiên hạ, chân đạp trên một tia sáng màu bạc tiến thẳng về phía nhà họ Khổng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tử Sản ngoan ngoãn cúi đầu, chắp tay vái lại Dạ Ma Thiên. Rất rõ ràng, bọn họ đã có giao kèo ngay từ trước, mà cái giá chính là nhà họ Khổng quy phục Dạ Ma Thiên, quy hàng chư thiên thần giới. Dạ Ma Thiên cũng sẽ thay nhà họ Khổng ra tay lấy lại địa bàn bị âm phủ cướp mất và trả lại cho nhà họ Khổng. Thế nhưng từ khoảnh khắc đó, nhà họ Khổng cũng sẽ trở thành một con chó trung thành bên cạnh Dạ Ma Thiên. Soạt, nhìn thấy Dạ Ma Thiên bay về phía khoảng trời phía trên khu nhà họ Khổng, lao thẳng về phía mười mấy tòa thành lớn bị âm phủ chiếm cứ, thế lực các phương đều phát ra những tiếng kinh thán. Lẽ nào vùng ngoài vũ trụ còn muốn đại diện nhà họ Khổng công đánh âm phủ hay sao? Cậu Tiêu, cậu xem, Tần Lương Ngọc chỉ tay về phía Dạ Ma Thiên, kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Chính Văn nhìn về hướng Dạ Ma Thiên, cười nhạo nói, giữa họ đã có ước hẹn rồi, người ở ngoài vũ trụ chắc chắn sẽ tranh giành quyền lực. Chương 4891 Nếu nhà họ Khổng đã là người của họ thì người duy nhất có thể khiến người ngoài lãnh thổ phải nhìn lại thực lực của họ chính là âm phủ. Tấn công âm phủ, bất kỳ thế lực nào ở ngoài lãnh thổ cũng sẽ không nhúng tay vào. Chỉ vui vẻ khi nhìn thấy người gặp họa, thậm chí có thể làm cho các bên ngoài lãnh thổ có thiện cảm. Nếu đánh bại được âm phủ thật thì vùng ngoài vũ trụ có thể hợp thức hóa việc bước vào mười mấy thành lớn đó, đến lúc đó sẽ là mời thần vào thì dễ nhưng tiễn thần đi mới khó. Một mũi tên trúng hai đích, người có thể nghĩ ra được kế hoạch này 99% là Tử Sản. Mặc dù mưu lược của người ở chư thiên thần giới chưa chắc đã thua kém Tử Sản nhưng họ đều rất xa lạ với mọi thứ ở vùng ngoài lãnh thổ, sao lại biết rõ mọi ân oán giữa âm phủ và vùng ngoài lãnh thổ chứ? Cậu Tiêu, nói đơn giản là thu hồi đất bị mất thì một mình Tử Sản là đủ, họ cần gì phải mượn tay người ngoài vũ trụ chứ? Tần Lương Ngọc nhíu mày nói. Tử Sản có thân phận đặc biệt, ông ta không thể dễ dàng ra tay với âm phủ nên mượn giao giết người mới là lựa chọn tốt nhất. Câu này của Tiêu Chính Văn đã tiết lộ thiên cơ. Thật ra trông có vẻ phức tạp nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn chỉ là chuyện trẻ con thôi. So về tầm nhìn và mưu kế, mấy gia tộc lớn ngoài lãnh thổ chưa chắc là đối thủ của Tiêu Chính Văn, huống gì một Tử Sản. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn nói, Dạ Ma Thiên bay đến trên bầu trời rồi ra tay với người ở âm phủ. Một thanh kiếm chém trời đánh thẳng vào một thành trì trong số đó. Ngay lập tức thành trì đó chìm trong biển máu hôi tanh. Máu văng khắp trời, thậm chí cả bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ, rất nhiều tiếng than khóc kêu gào vọng ra từ trong thành lớn đó. Chỉ một kiếm mà đã giết chết hàng ngàn vạn sinh linh, qua đó cũng có thể thấy thực lực của Dạ Ma Thiên đáng sợ thế nào. Sau khi hàng trăm triệu âm binh ở âm phủ bị giết, một bóng người khổng lồ, vóc dáng cao lớn, xung quanh đều được bao phủ trong xương đen cũng nổi lên. Đại tướng Dạ Xoa, không ít người ngoài lãnh thổ nhận ra người này, bóng người trong màn xương đen đó chính là sự tồn tại chỉ đứng sau thập điện Diêm Vương trong âm phủ đại tướng Dạ Xoa. Dạ Xoa là một quần thể cực kỳ đặc biệt trong âm phủ, trời sinh có sức mạnh của thần, bản chất khát máu, hơn nữa nham hiểm tàn nhẫn, ngay cả 10 âm soái của âm phủ cũng không dám chọc vào. Lúc này cái xiên sắt trong tay đại tướng Dạ Xoa bay ra, một vầng sáng màu đen va chạm với kiếm quang màu bạc. Giây phút hai thứ va chạm vào nhau,
sức mạnh đáng sợ như thể muốn xé nát bầu trời. Nhưng người đánh nhau với ông ta dù sao cũng là dạ ma thiên con cưng của trời ở vùng ngoài vũ trụ. Chương 4892 một kiếm của gã bị cản lại, sau đó kiếm thứ hai lập tức được phung ra. Thế tấn công cực kỳ sắc bén không hề có ngăn cách, mà khí tức đáng sợ đó như thể san bằng các ngọn núi xung quanh. Mặt đất cũng theo đó nứt ra thành một cái rãnh sâu không thấy đáy, nham thạch dưới lòng đất phun trào. Đại tướng Dạ xoa tay nắm chặt xiên sắt, ra sức đỡ đòn, không hề rơi vào thế yếu. Nhưng đối mặt với một đòn tấn công hết lực của ông ta thế mà lại đối phương có thể xem thường, một luồng kiếm quang lướt qua, trước mắt đại tướng Dạ xoa trắng toát, không thể nhìn thấy vị trí của đối phương. Nếu chỉ xét về cảnh giới, rõ ràng là đại tướng Dạ xoa cao hơn một bậc. Nhưng hai bên vừa lao vào đánh nhau, Dạ Ma Thiên đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Thế tấn công của đối phương vô cùng sắc bén, hơn nữa khi sử dụng thuật pháp và trận pháp gần như đạt đến cảnh giới quy chân. Sao có thể chứ, người ở vùng ngoài lãnh thổ đứng xem đều tỏ vẻ sợ hãi. Hơn nữa không chỉ có họ cảm thấy kinh sợ mà ngay cả các quản lý cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ cũng thầm chậc lưỡi. Người đó là đại tướng Dạ Xoa của âm phủ đấy, từng tung hoành ở ngoài lãnh thổ, ngay cả điền kỵ cũng phải kiêng dè nhưng lại chịu thiệt trong tay một người trẻ tuổi. Phải biết rằng mặc dù Dạ Ma Thiên kiêu ngạo, điên cuồng nhưng gã kém hơn đại tướng Dạ Xoa một cảnh giới nhỏ, đối phương nghịch thiên nhưng lại có thể đánh cho đại tướng Dạ Xoa không có sức đánh trả. Người ngoài vũ trụ quả nhiên có sức chiến đấu hơn người. Không ít người đều thốt lên tiếng kinh ngạc. Thực lực này quả thật là thứ mà họ luôn mong đợi. Dạ Ma Thiên đánh trả, thanh kiếm lớn thoát ra khỏi tay, ngay cả hư không cũng bị chém ra một vết nứt. Nhát kiếm này từ trên trời rơi xuống, trên chém 9 tầng mây, dưới chém hoàng thuyền, uy lực cực lớn. Xiên sắt lại chạm vào một chỗ với thanh kiếm, âm thanh chói tai vang lên khiến người đứng cách đó hàng ngàn cây số cũng phải liên tục lùi về sau. Thậm chí có vài người cảnh giới kém một chút bị âm thanh này làm cho chấn động đến mức tai mũi họng chảy máu, chết thảm. Cậu Tiêu, người ngoài vũ trụ lại có thực lực này. Chúng ta không cần, nói đến đây. Tần Lương Ngọc cũng đổi sắc, không dám nói thêm nữa. Trước đây bà ta cứ nghĩ thực lực của người ngoài vũ trụ chưa chắc mạnh như trong truyền thuyết, có khả năng được đám ăn cây táo rào cây sung kia khoác lác. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, Tần Lương Ngọc cũng phải tin phục. So ra thì nếu đổi lại là bà ta, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng ứng chiến, còn ép được đại tướng Dạ Xoa lùi bước như Dạ Ma Thiên. Nhất là đòn tấn công vừa rồi. Suýt nữa khiến đại tướng Dạ Xoa bị trúng đòn. Chương 4893 thuật pháp của họ không cần có thực lực của bản thân hỗ trợ, mà là nhờ sức mạnh hư vô trong vũ trụ nên thuật pháp của họ càng dễ phát huy uy lực cực lớn. So ra thì thuật pháp của chúng ta lại dựa vào bản thân mình hơn, từ góc độ nào đó giữa chúng ta và họ không cùng một điểm khởi đầu. Thế nên dù thực lực của đại tướng Dạ Xoa có cao hơn người này cũng chỉ có thể rơi vào thế yếu. Tiêu Chính Văn nói thế đã mở ra huyền cơ trong đó. Nói cách khác chúng ta không có cơ hội thắng cao thủ ngoài vũ trụ ư, Tần Lương Ngọc hơi tuyệt vọng hỏi. Chưa chắc, rèn sắt cần sắt phải cứng, mặc dù họ có thể mượn sức mạnh của hư vô trong vũ trụ nhưng họ không bao giờ lĩnh hội được quy chân. Chỉ cần hiểu rõ cảnh giới quy chân, những bản lĩnh của họ đều không đáng nhắc đến, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Cùng lúc đó Dạ Ma Thiên ra tay lần nữa. Kiếm khí vô tận rơi xuống như bông tuyết, sát khí đáng sợ đó cũng khiến đại tướng Dạ Xoa cũng bị thương nặng. Bỗng có máu văng ra từ cơ thể đen tuyền đó, trên người ông ta xuất hiện thêm mấy trăm vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Lúc này đại tướng Dạ Xoa đã nổi giận lắm rồi. Rõ ràng đối phương có cảnh giới thấp hơn ông ta nhưng ông ta lại bị đối phương đánh tới tấp như thế. Cho dù ông ta thi triển chiêu thức gì cũng không tìm được điểm lực như đánh vào bông vậy. Xoẹt, một tiếng phá không khí vang lên, thanh kiếm đó biến thành một thanh kiếm nhỏ chỉ khoảng 3 tấc, vô số kiếm nhỏ tụ lại thành một bức tường kiếm vững chắc, mang theo sức mạnh tấn công lao đến. Lúc này kiếm khí vô song xuyên ngang trời đất, không lọt khe hở. Mang theo uy lực diệt thế chém một kiếm xuống. Đây là kiếm cảnh hay kiếm ý? Ngụy Vinh Kỳ nhìn Dạ Ma Thiên nhíu mày hỏi. Long Cổ lắc đầu nói, không phải gì cả, thật ra trong thanh kiếm lớn đó có huyền cơ. Nếu tôi đoán không nhầm thì bản thân thanh kiếm đó có linh tính.
Người ngoài vũ trụ thường không thích nâng cao thực lực của mình mà là mượn sức mạnh hư vô trong vũ trụ để làm nguồn căn của sức mạnh, đây cũng tạo ra sự theo đuổi cực đoan của họ với đồ vật. Nói cách khác, có thể bị cao thủ của họ mang theo bên người đều là vũ khí có linh tính. Thế nên một nhát kiếm này vừa không phải là kiếm cảnh, cũng không phải là kiếm ý, mà là kiếm linh, cộng thêm có sự hỗ trợ của sức mạnh hư vô mới tạo ra được hiệu quả như vậy. So ra thì thuật pháp ngoài lãnh thổ quá phụ thuộc vào thực lực của bản thân nên phương thức tấn công cũng cực kỳ đơn giản. So với sự biến hóa linh hoạt của ngoài vũ trụ, cao thủ ngoài lãnh thổ rất khó thắng khi so sánh ở cùng cảnh giới. Chương 4894 Long Cổ vừa dứt lời, vô số kiếm quang đang bao phủ đại tướng Dạ Xoa. Lúc này đại tướng Dạ Xoa cũng cố gắng hết sức, phía sau ông ta xuất hiện một tòa cung điện đen tuyền, phía trên cung điện hiện lên hai chữ huyết ngục. Dòng máu vô tận trào ra từ trong huyết ngục, trong khi đại tướng Dạ Xoa chữa trị vết thương cũng làm cho ông ta khôi phục một chút thể lực. Chỉ như thế vẫn chưa thể địch lại cơn mưa kiếm như vũ bão. Phụt, một mũi tên máu bay ra, trước ngực đại tướng Dạ Xoa bị đâm ra lỗ máu. Hả, sao có chuyện này? Không ít người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, phải biết là huyết ngục vừa xuất hiện, thực lực của đại tướng Dạ Xoa lại tăng lên 2 cấp. Dù là Điền Kỵ cùng ở cảnh giới Ngụy Tiên cũng rất khó làm ông ta bị thương. Nhưng Dạ Ma Thiên vẫn chưa đạt đến cảnh giới Ngụy Tiên, chỉ mới là cảnh giới thiên cảnh cấp 3 thôi mà đã có thể đánh hỏng cơ thể cường tráng của đại tướng Dạ Xoa. Hừ, mối thù hôm nay, sau này chắc chắn sẽ trả. Đại tướng Dạ Xoa bị thương nặng tức giận hừ một tiếng, xoay người nhanh chóng lùi về sau, thoáng chốc đã biến mất trong màn sương máu. Kết quả trận đấu này đã quá rõ ràng. Là Dạ Ma Thiên thắng lớn. Tin tức đại tướng Dạ Xoa của âm phủ thua trận bỏ chạy nhanh chóng lan truyền khắp vùng ngoài lãnh thổ, tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Ông ta là đại tướng Dạ Xoa đấy, người từng dẫn dắt 100.000 âm binh đánh nhau với Trúc Dung Hỏa Thần dưới trướng của Đế Tuấn, hơn nữa còn đánh lui được người kia thế mà lại bị một thanh niên đánh bại. Trận chiến này Dạ Ma Thiên thắng rất dứt khoát, không hề dây dưa nhiều. Cả vùng ngoài lãnh thổ đều sục sôi. Lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của người ngoài vũ trụ sao, không ít người lớn tuổi đều thở dài nói. Cho dù từ phương diện nào, họ cũng không muốn thừa nhận sự tàn bạo của vùng ngoài vũ trụ. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Hai, dù chúng ta không muốn thừa nhận thì có thể làm được gì? Người ta đúng là đã đánh bại đại tướng Dạ Xoa chỉ với vài chiêu. Thuật pháp của người ngoài vũ trụ tuyệt đối mạnh hơn chúng ta, huống gì người ta còn có vũ khí linh khí giúp đỡ, hay, lẽ nào chúng ta chỉ có thể cam lòng chịu thua sao? Mặc dù mọi người ngoài miệng thì không phục nhưng sâu trong lòng đã rất tuyệt vọng rồi. Những nhân vật thuộc thời xa xưa không ra mặt thì ai có thể đánh được với gã? Mà đây còn chỉ là một hậu bối ngoài lãnh thổ thôi. Chương 4895 tôi nghe nói có một nhân vật tầm cỡ thời xưa đã xuống núi rồi. Không biết ai đã thả tin tức động trời này. Thoáng chốc cả vùng ngoài lãnh thổ đều đang đoán xem rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện. Thái bá, không biết bên nhà họ Doanh có tin tức chính xác rốt cuộc vị tiền bối nào xuống núi không? Tần Lương Ngọc cũng nhíu chặt mày hỏi. Hắc bá cười khổ nói, là một ngụy tiên đỉnh cao thiên cảnh cấp 6. Ồ! Ngụy Tiên đỉnh cao. Nói như thế, Điền Kỵ không phải là người mạnh nhất ở Đông Vực à? Tần Lương Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi. Mấy ngàn năm nay, ai mà không biết Điền Kỵ chính là sự tồn tại cực cao ở cả Đông Vực, đồng thời cũng là người đứng trên đỉnh cao của ngoài lãnh thổ. Bây giờ lại lòi ra thêm một Ngụy Tiên đỉnh cao. Ông ta đúng là người mạnh nhất Đông Vực nhưng so với mấy ông lão thời xa xưa đó thì ông ta không là gì cả. Từ sau khi Đế Tuấn chết, các đại tài thời xưa đều ẩn cư hết. Người lần này xuống núi cũng là một trong các đại tài thời xa xưa, chỉ là vì thọ nguyên đã tận nên cảnh giới mới giảm xuống ngụy tiên, lần này sở dĩ xuống núi, 90% là để bảo vệ Đông Vực. Hắc bá giải thích, thật ra đại tài thời xa xưa xuống núi cũng là một ám hiệu, phòng tuyến bên chiến trường ngoài vũ trụ bị vỡ, trừ khi mấy đại tài đích thân ra tay, nếu không những người khác đã không còn sức chi phối tình hình nữa. Thọ nguyên đã tận, vậy lần này ông ta xuống núi, theo tôi được biết, ông ta đã đến Chư Thiên Thần Điện, nếu tôi đoán không nhầm thì ông ta định cùng chết với người của Chư Thiên Thần giới tấn công ngoài lãnh thổ, nói đến đây, Hắc Bá cũng khẽ thở dài.
Chư thiên thần giới, Viên Thiên Canh cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đúng thế, thế lực ngoài vũ trụ tự phong là chư thiên thần giới, mà người tấn công vào các mảnh lục địa của vùng ngoài lãnh thổ là chư thiên thần điện. Nhưng tôi nghe nói ngoài vị đại tài đó thì người nhà họ Trần cũng đến. Ông ta vừa nói thế, Tần Lương Ngọc nhíu mày nói, gì cơ? Người nhà họ Trần cũng chạy đến đó hả? Họ không sợ nhà họ Trần bị tiêu diệt sao? Dù sao ngay cả đại tướng Dạ Xoa ở âm phủ cũng bị một mình Dạ Ma Thiên đánh bại, với thực lực của nhà họ Trần không đủ để khiêu khích với chư thiên cảnh giới. Dù có cử người sang cũng chỉ khiến nhà họ Trần gặp tai họa thôi. Tôi lại lo là rất có khả năng nhà họ Trần sẽ đầu hàng với người của chư thiên thần giới. Nếu là thế thì vùng ngoài lãnh thổ sẽ gặp nguy mất, Hắc Bá híp mắt lạnh lùng nói. Với sự hiểu biết của ông ta về cụ tổ nhà họ Trần, người này chắc chắn không thể khiến nhà họ Trần mạo hiểm vì sinh linh vùng ngoài lãnh thổ. Nếu ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng không còn thì nhà họ Trần làm sao có thể đứng vững, Long Nguyệt khó hiểu hỏi. Chương 4896 ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết được đạo lý môi hở răng lạnh thì sao cụ tổ nhà họ Trần lại không biết cho được. Điều này thì bà sai rồi, thật ra nhà họ Trần vốn dĩ đến từ chư thiên thần giới, chẳng qua từ đời Trần Khánh, nhà họ Trần mới hòa nhập vào thế tục. Nói cách khác, chư thiên thần giới tấn công cả vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Trần. Hơn nữa người ở vùng ngoài lãnh thổ định quy hàng không chỉ một mình nhà họ Trần, nhà họ Khổng đã cấu kết với chư thiên thần giới vào mấy trăm năm trước rồi. Còn nước Ngụy, nước Tề, nước Triệu vẫn luôn có mối quan hệ tốt với thế lực phía Hồng Ấn nên chỉ cần họ không chủ động nhảy ra gây chuyện, chư thiên thần giới sẽ không ra tay với họ. Còn các thế lực khác, thậm chí ngay cả mấy hoàng tộc e là cũng sẽ bị mấy người này tính sổ, Hắc Bá lắc đầu nói. Thật ra hiện giờ nhà họ Doanh đã đang chuẩn bị đường lui rồi, dù sao không ai hiểu rõ thực lực của chư thiên thần giới bằng Bạch Khởi. Dù Bạch Khởi có quay về cũng không thể dẫn dắt nhà họ Doanh đánh thắng chư thiên thần giới. Nói cách khác, họ không phải đi chống lại chư thiên thần giới mà là đi quy hàng ư, Long Hình nghiến răng, lạnh lùng nói. Có thể nói như thế. Có câu tan đàn xẻ nghé, ai sẽ hy sinh bản thân vì người khác đâu cơ chứ? Lời này của Hắc Bá không chỉ nói ra tâm tư của các thế lực mà đồng thời cũng ám chỉ Tiêu Chính Văn đừng xuất đầu lộ mặt vào lúc này. Chỉ cần mấy ông lão lánh đời kia không xuất hiện thì chư thiên thần giới gần như vô địch. Lẽ nào cả vùng ngoài lãnh thổ không ai đứng ra bảo vệ sao? Long Ngao khó hiểu hỏi. Vùng ngoài lãnh thổ rộng lớn biết bao, người sống ở đây cũng tầm hàng chục tỷ người. Phồn hoa hơn cả thế tục. Trong hàng chục tỷ người mà lại không có lấy một người có khí phách. E là sẽ không có. Đệ tử chướng chướng của Dạ Ma Thiên đã đi đến các thế lực lớn để móc nối mối quan hệ. Nói cách khác, Dạ Ma Thiên đã bắt đầu thu phục các thế lực ngoài lãnh thổ rồi. Hắc Bá bất lực lắc đầu nói. Thu phục, tôi nghĩ chưa chắc, có lẽ là thám thính thực hư thôi, Tiêu Chính Văn cười nói. Họ muốn thu phục thế lực ngoài lãnh thổ sao? Long Nguyệt bước đến hỏi. Phải, hơn nữa đã đi đến gia tộc Zisis rồi, Hắc Bá nhíu mày nói. Đến nay nơi ở của gia tộc Zisis cũng là một nơi rất cổ kính nhưng lại bí ẩn, nói một cách nghiêm túc, nhánh gia tộc này của họ vốn dĩ cũng đến từ chư thiên thần giới. Chẳng qua lúc gia tộc Zisis vừa chuyển vào địa cầu vẫn là thời xa xưa. Những đại tài kia đều đã từng gặp. Nhất là đế thần vương đang ở thời kỳ hưng thịnh nên đến sau khi thủ lĩnh của gia tộc Zisis chết, gia tộc này mới dần dần phát triển vượt bậc. Qua mấy ngàn năm phát triển, bây giờ gia tộc Zisis đã trở thành thế lực bản địa ở địa cầu, là một thể với các bên ở ngoài lãnh thổ. Lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm thanh kiếm dài kiêu ngạo đứng trước tấm bia đá công trạng của gia tộc Zisis. Xung quanh hắn là hàng ngàn thành viên trong gia tộc Zisis đều đang ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Người này chính là đại đệ tử của Dạ Ma Thiên Ngạo Dương. Đúng như tên của hắn, vô cùng kiêu ngạo, phớt lờ mọi thứ. Chương 4897 thậm chí hắn còn chưa từng xem trọng cả gia tộc Zisis. Một ông lão tóc bạc cả người dính đầy máu ngã xuống trước tấm bia đá công trạng dưới chân hắn, lúc này đã tắt thở. Vết thương của ông lão rất nghiêm trọng, thậm chí có vài chỗ đã sâu đến mức thấy được xương, không ít người trẻ tuổi của gia tộc Zisis đều nhìn Ngạo Dương bằng ánh mắt căm hận. Nhưng trưởng lão trong gia tộc cũng bị Ngạo Dương chém một kiếm đến mức bị thương,
họ cũng chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì. Cho dù đối phương ở trình độ thuật pháp hay trận pháp đều mạnh hơn họ rất nhiều, dù mấy ngàn người cùng xông lên cũng chưa chắc có thể làm được gì Ngạo Dương. Ở một bên khác, khí huyết xung quanh Erdogan dâng trào, ông ta đang ngồi xếp bằng dưới đất chữa trị vết thương của ông ta cũng khá nguy hiểm. Máu liên tục chảy xuống theo vết thương trên người ông ta, tràn ra sàn đá cẩm thạch dưới cơ thể. Ngạo Dương nhìn hai người bị thương rồi lại nhìn người bên dưới nói, được nhường rồi. Mặc dù câu này của hắn có vẻ rất khách sáo nhưng ra tay lại rất nặng. Gương mặt hắn hiện lên vẻ ngạo mạn, rõ ràng là không xem Erdogan và trưởng lão gia tộc Zizit ra gì. Thậm chí hắn đang nghi ngờ có phải Dạ Ma Thiên bảo hắn đến có phải hơi thái quá rồi không, đám người như thế này đâu xứng đáng để hắn tự mình ra tay. Chọn bừa ra một người giúp việc cũng có thể khiến gia tộc Zizit chịu phục hoàn toàn. Hắn nghĩ người địa phương trên địa cầu như gia tộc Zizit không có tư cách nói chuyện với hắn, thậm chí tất cả loài người trên địa cầu chỉ là một đám kiến nhỏ bé trong mắt hắn thôi. 2. Đúng là nực cười, nếu không phải có kết giới vũ trụ ngăn cản thì địa cầu đã trở thành một đống gạch vụn từ lâu rồi. Một nơi như thế này có thể truyền thừa được cái gì vĩ đại chứ? Đúng là không hiểu mấy người sư tôn đang nghĩ gì nữa, nơi này sao có thể có long tộc gì đó được chứ? Ngạo Dương không hề né tránh lớn giọng nói thẳng những từ khinh miệt trong lòng mình với gia tộc Zizit. Cuối cùng hắn chỉ bỏ lại một tiếng hừ rồi sải bước đi, lại bay về điểm đến khác. Ngạo Dương vừa đi, tin tức gia tộc Zizit bị thương nặng lập tức được truyền ra ngoài. Bên phía Thánh Giáo Đình càng gặp thất bại thảm hại chưa từng có, kiếm sĩ Hoàng Kim hàng đầu Elon bị đánh gãy hai cánh tay, ngay cả Thánh Kiếm Hoàng Kim cũng bị chém gãy. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Chỉ trong thoáng chốc cả vùng ngoài lãnh thổ đều rơi vào trong nỗi sợ cực độ. Nhất là Thánh Giáo Đình trước đó còn bị âm phủ đánh cho không còn sức đánh trả, bây giờ lại bị người của chư thiên thần giới đánh tan tác, càng khiến rất nhiều tín đồ bắt đầu nghi ngờ mấy giáo lý mà trước kia Thánh Giáo Đình đã ngợi ca. Nếu thiên chủ, thánh mẫu gì đó có tồn tại thật, tại sao lại trơ mắt nhìn họ bị chư thiên thần giới và âm phủ bị lăng mạ như vậy mà không chịu ra tay giúp đỡ? Dù nói thế nào thì đó cũng là Thánh Giáo Đình, mấy đại thần trong kinh thánh đi đâu cả rồi? Lẽ nào các vị thần đã bỏ rơi những tín đồ như chúng ta rồi sao? Hay là họ không hề tồn tại? Hừ, gì mà thánh linh, gì mà thánh tử, tôi nghĩ đều chẳng là cái quái gì. 90% Thánh Giáo Đình trước giờ luôn gạt chúng ta. Thật ra chẳng có gì tồn tại cả, cũng chẳng có chúa tể gì cả, đều là mấy lời nói dối. Chương 4898 tôi đã nghe người bên Hoa Quốc từng nhắc đến chúa tể gì đó đều là thánh nhân trong lịch sử của người ta, còn thánh mẫu kia càng nực cười hơn, giống hệt như Quan Âm tiên tử của Hoa Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có rất nhiều tín đồ Thánh Giáo Đình đều bàn luận về việc này, Thánh Giáo Đình cũng đang trên đà sụp đổ vì sự thất bại lần này. Nhưng cho dù các tín đồ này nghĩ thế nào, hiện thực đã ở ngay trước mắt rồi. Hơn nữa không chỉ bên phía Thánh Giáo Đình bị thương nặng mà ngay cả các cậu chủ chiến quốc khác cũng liên tục thất bại. Hơn nữa mọi người đều bị nghiền ép một cách vô tình trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Còn những con cháu của gia tộc lớn thì không cần nói nhiều, thậm chí có vài chục người bị giết chết tại chỗ. Hừ, chỉ dựa vào các người mà cũng dám bảo mình là người thừa kế gì đó à? Lúc này Ngạo Dương cũng không cần phải khiêm tốn nữa, thậm chí sỉ nhục Chaos trước mặt mọi người. Cái gì mà thánh giá đẫm máu, tôi thấy bây giờ anh mới đẫm máu đấy, nhưng tiếc là đều dính máu của mình. Lẽ nào tất cả cao thủ trên địa cầu của các người đều ở trình độ này thôi sao? Đúng là buồn cười thật. Lúc này Chaos vô cùng hổ thẹn nằm trên nền đất được lát đá cẩm thạch, sự thật hơn cả lời biện hộ. Cho dù gã nói gì đi chăng nữa cũng không thể cãi lại lời của Ngạo Dương. Thắng thua đã rõ, nói nhiều cũng vô ích. Đối phương không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn gã, hơn nữa mấy thuật pháp càng được sử dụng rất tinh xảo, thậm chí Chaos còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho bị thương nặng. Trong một ngày mấy thế tử của các gia tộc lớn đều bị giết, Chaos và Erdogan đều thất bại, có thể nói lòng người ở vùng ngoài lãnh thổ đã bị đánh một cú rất nặng nề. Đây cũng chỉ mới bắt đầu, một lúc sau lại có vài con cháu của gia tộc lớn bị chém chết, ngay cả đầu cũng bị kiếm khí đánh cho tan tác. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, người ở cả vùng ngoài lãnh thổ đều khiếp sợ.
Lẽ nào vùng ngoài lãnh thổ chúng ta không có ai có thể đánh với hắn sao? Chúng đang sỉ nhục chúng ta đấy. Hai, ngay cả cậu chủ thời kỳ chiến quốc cũng không phải là đối thủ thì còn ai có thể đánh được với hắn? Tôi nghĩ chưa chắc, chẳng phải bên đông vực vẫn còn một điện thần long đó sao? Tiêu Chính Văn là trường hợp ngoại lệ. Lúc này không ít người đều cùng lúc nghĩ đến Tiêu Chính Văn, từ giới thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, anh đã nghịch thiên tạo ra vô vàn kỳ tích. Cũng có thể lần này Tiêu Chính Văn có khả năng khiến cả vùng ngoài lãnh thổ kinh hãi thêm một lần nữa. Chương 4899 hơn nữa Đông Vực là một khu vực có thực lực nhất ở ngoài lãnh thổ, Hoa Quốc có lịch sử lâu đời, ngay cả Đế Tuấn Thần Vương cũng được sinh ra ở Hoa Quốc. Còn đám người Đại Vũ và Hoàng Đế cũng là tổ tiên của Hoa Quốc, chọn bừa một người trong số những nhân vật tầm cỡ này cũng đủ để uy hiếp cả vùng ngoài lãnh thổ. Dù Tiêu Chính Văn không muốn chiến đấu vì ân oán với vùng ngoài lãnh thổ trước đó, cũng sẽ có cao thủ khác đánh Ngạo Dương một cú thật đau. Từ xưa đến nay, ai dám cạnh tranh với Hoa Quốc? Âu Lục, trong mắt Hoa Quốc, Âu Lục chỉ là một đám súc vật mà thôi. Vi Hào, so với Hoa Quốc, Vi Hào chẳng qua chỉ là một vài loài vật có IQ cao hơn một chút thôi. Không lâu sau, Ngạo Dương đi thẳng đến bầu trời của thành Trung Đô. Mọi người ở thành Trung Đô, nước Tề đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Điền Văn, ra đây chịu chết đi, Ngạo Dương chắp một tay sau lưng, không kiên nhẫn nói. Giọng nói này vang vọng khắp ngoài lãnh thổ, Hồng Ấn nhíu mày, nói với Dạ Ma Thiên, ông bảo đệ tử của ông đi khiêu khích Điền Văn à. Chẳng qua chỉ là thăm dò thực hư của chúng thôi, nghe đồn bốn cậu chủ chiến quốc có thực lực siêu phàm nên phải thăm dò trước mới có thể quyết định có khai chiến với họ hay không. Dạ Ma Thiên bình thản cười nói. Thật ra sức chiến đấu của bốn người họ chưa chắc là mạnh, nhưng nếu chọc giận những người đứng sau họ thì đừng nói đến những việc khác nữa. Hồng Ấn đã sống trăm năm ở vùng ngoài lãnh thổ nên nắm rõ tình hình ở đây. Càng biết rõ đám người Điền Văn không đáng sợ, đáng sợ là mấy ông lão lánh đời đằng sau họ. Con dâu xấu thì cũng phải gặp nhà chồng thôi, chọn ngày không bằng trùng hợp, thăm dò giới hạn và thực lực của chúng cũng bớt phiền phức về sau, Dạ Ma Thiên kiêu ngạo nói. Ông ta không hề để tâm đến những lời Hồng Ấn vừa nói. Thật ra muốn thăm dò thì tôi có một người khá giỏi, chắc ông biết kiếm kình thiên của Vạn Kiếm Cốc nhỉ. Một cú đánh của người này đã đánh nổ tung nó đấy, Hồng Ấn quay đầu nhìn Dạ Ma Thiên rồi nói đầy ẩn ý. Nghe thấy ba chữ Vạn Kiếm Tông, Dạ Ma Thiên cũng không khỏi sững sờ. Nhắc tới Vạn Kiếm Tông, gần như tất cả mọi người đều nhớ tới sự cường thịnh của tông môn này ở trong chư thiên thần giới, thậm chí có thể hô mưa gọi gió, thống lĩnh một phương. Hơn nữa, tông chủ của Vạn Kiếm Tông năm đó còn là một kỳ tài không ai bì nổi trong truyền thuyết, tuổi còn rất trẻ nhưng đã nổi danh khắp cả chư thiên thần giới. Người đàn ông này có thể nói là một nhân vật truyền kỳ hiếm có suốt mấy chục nghìn năm của chư thiên thần giới, và lại sau khi ông ta tiếp quản Vạn Kiếm Tông đã đẩy Vạn Kiếm Tông lên một độ cao trước nay chưa từng có. Dù là hai người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng chẳng thể so bì, càng không dám tùy tiện động tới Vạn Kiếm Tông. Chương 4900 mà bây giờ, những con kiến trên địa cầu này lại dám công phá kiếm kình thiên của Vạn Kiếm Tông, tin tức này rõ ràng quá đỗi chấn động. Lại dám đánh nát cả kiếm kình thiên, đó là biểu tượng của Vạn Kiếm Tông, lần này dù chúng ta không chủ động tìm tới thì Vạn Kiếm Tông cũng sẽ không dễ dàng cho qua. Ngoài mặt Dạ Ma Thiên tỏ ra hết sức bình thản. Thế nhưng chuyện này dẫu sao cũng có liên quan tới Vạn Kiếm Tông, ông ta cũng không muốn có bất cứ liên quan gì để tránh động tới Vạn Kiếm Tông, nếu như vậy thì hậu quả sẽ khó bề tưởng tượng. Thậm chí Dạ Ma Thiên căn bản không cần phải tra hỏi rốt cuộc là ai đắc tội với Vạn Kiếm Tông, chỉ cần là đệ tử dưới trướng Vạn Kiếm Tông thì nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra được người không biết trời cao đất dày này. Chuyện này đừng nói là Vạn Kiếm Tông, đổi lại là bất cứ tông môn nhỏ nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Bên trong chư thiên thần giới, mỗi một tông môn đều có một pháp khí tượng trưng cho tông môn của mình, kiếm kình thiên chính là pháp khí có tính biểu tượng cho Vạn Kiếm Tông. Mặc dù bản thân kiếm kình thiên không có bất cứ điểm đặc biệt gì, cũng không phải thần binh gì cả, thế nhưng bản thân nó chính là một biểu tượng, càng là thể diện của Vạn Kiếm Tông. Lúc này, trên khoảng trời phía trên thành Trung Đô bên trong nước Tề vùng ngoài lãnh thổ, Điền Văn đã tiến một bước vào trong hư không. Đối diện với lời khiêu chiến của Ngạo Dương, hắn đã không thể né tránh được nữa, đối phương đã trực tiếp đánh tới nước Tề, muốn phân cao thấp với hắn, nếu như Điền Văn né tránh không chịu chiến đấu,
vậy thì sau này hắn làm sao mà còn chỗ đứng ở nước Tề cơ chứ? Mặc dù hắn cũng là người nhà họ Khổng, thế nhưng lại chưa tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao thật sự của nhà họ Khổng, ngay cả địa vị của mấy người Tử Cống cũng cao hơn hắn rất nhiều. Vậy nên người của Chư Thiên Thần Giới tới khiêu chiến, nhà họ Khổng thậm chí còn chẳng tỏ thái độ với Chư Thiên Thần Giới, cứ ngầm cho phép đối phương làm như vậy. Huống hồ cho dù Điền Văn có cầu cứu Tử Cống thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi, với thực lực của Tử Cống, căn bản không phải là đối thủ của Ngạo Dương. Mà giao tình giữa hắn và Hồng Ấn cũng chỉ xuất phát từ quan hệ lợi ích mà thôi, còn chưa đến mức giao tình gì cả, Hồng Ấn cũng chẳng thể vì hắn mà khẩn cầu với Dạ Ma Thiên. Lúc này, tay Điền Văn cầm kiếm dài, đứng thẳng giữa hư không, áo dài bị cơn cuồng phong thổi kêu lên phần phật. Xung quanh là đám người đông nghịt tới xem trận đấu từ nước Tề và các phương khác ở Đông Vực. Đặc biệt là không ít thế lực dưới trướng nhà họ Khổng đã cử ra rất nhiều đại diện tới quan sát trận chiến để trợ uy cho Điền Văn. Khổng Tề Thiên cũng đứng từ xa quan sát trận chiến giữa Điền Văn và Ngạo Dương. Mặc dù ông ta cũng có qua lại với Điền Văn, thế nhưng xét từ phương diện nào đó, Khổng Tề Thiên đã là người của Chư Thiên Thần Giới từ lâu. Lần này tới cũng chẳng phải là vì Điền Văn mà là để trợ uy cho Ngạo Dương. Trên khoảng không bên trong phạm vi trăm dặm chật kín toàn là bóng người, mà trong số những người này, ít nhất có một nửa tới để cười nhạo Điền Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.